Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết. Tập 54. Chương 531, Hắc Quả Phụ Kiều Mị. Lưu Phong huýt sáo dài một tiếng, xuất kiếm thẳng tiến trực tiếp công kích tiểu thư Nhất Lang. Giết giặc phải giết tướng cầm đầu trước, Lưu Phong đã chuẩn bị bắt tiểu thư Nhất Lang trước, như vậy sĩ khí của cả cường đạo đoàn sẽ biến mất. Đến lúc đó muốn giết đám phù tang võ sĩ này sẽ tốn bớt khí lực hơn. Mặc dù đám phù tang võ sĩ này đối với Lưu Phong không gây ra bất kỳ uy hiếp nào, nhưng mà khổ nỗi nhân số bọn chúng quá đông đúc. Hắc ám võ sĩ và phượng vệ đã có người bị thương, nếu còn tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có người tử vong. Phải biết rằng 500 binh tinh nhuệ này chính là bảo bối trong tay Lưu Phong, hắn thậm chí không hao tiếc nhiều khí lực. Tại lực để bồi dưỡng bọn họ, trở thành vương bài trong tay hắn, vì cuộc chiến trong tương lai mà chuẩn bị. Cho nên, hắc ám võ sĩ và phượng vệ một người cũng không thể xảy ra sự cố gì được. Vài tên tử sĩ của tiểu thư Nhất Lang thấy khí thế của Lưu Phong quá hung hăng, vội vàng ngăn cản trước mặt tiểu thư Nhất Lang, giống giận lên, vung trường đao đâm thẳng vào Lưu Phong, muốn loạn đao giết hắn. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nhuyễn kiếm trong tay không úy kỵ gì hết, nghênh tiếp tất cả, hàng loạt tiếng binh khí va chạm vang lên, những trường đao này đều bị Lưu Phong chặt đứt hết. Sau đó kiếm quang trong tay Lưu Phong lại phát ra, chúng tử sĩ chỉ thấy trước mắt lóe lên, đầu và cổ đã không còn liền nhau nữa. Lưu Phong không ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào tiểu thư Nhất Lang, thúc mã vọt đến, dọc đường hắn luôn giơ cao nhuyễn kiếm trong tay, chuẩn bị phát lạc đám phù tang võ sĩ liều mạng trước mặt hắn. Đối mặt với tình cảnh như thế, tiểu thư Nhất Lang trong lòng cũng rất lo sợ, có cảm giác tuyệt vọng. Vì sinh mạng trước mắt, tiểu thư Nhất Lang ngay cả tinh thần võ sĩ đạo cũng không màng đến, vội vàng bỏ thương mà chạy, nhưng mà Lưu Phong nào để hắn kịp rời đi. Để tiện việc đuổi theo, Lưu Phong dứt khóa rời khỏi hãn huyết bảo mã do Vương Đức Vọng tặng, thả người xuống thi triển thất tinh bộ, chỉ trong nháy mắt đã đứng trước mặt tiểu thư Nhất Lang. Tiểu thư Nhất Lang mặt xám như cho tàn, một cảm giác sợ hãi đang trào dâng trong tâm trí. Hầu gia, ta đầu hàng, người có thể buông tha cho ta không? Tiểu thư Nhất Lang không muốn chết, cuộc sống tốt đẹp của hắn mới bắt đầu mà, cả nhà hắn còn có 5 người đàn bà đang chờ hắn nuôi sống. Lưu Phong mỉm cười nói, người khác đầu hàng, ta sẽ cho hắn một mạng sống, nhưng mà ngươi thì không được. Tiểu thư Nhất Lang chán toát mồ hôi lạnh, giận dữ quát, tại sao? Tại sao vậy? Bởi vì ngươi là quỷ tử, giết tiêu quỷ tử phải cần lý do sao? Câu trả lời là không, đương nhiên là không cần, tiểu quỷ tử. Tiểu thư Nhất Lang hiển nhiên đối với cách xưng hô mới lạ này hoàn toàn không hiểu, hắn thấy Lưu Phong nhất định phải giết chết mình. Trước sau gì cũng chết, chi bằng liều mạng, tất cả tiến lên. Tiểu thư Nhất Lang giơ trường, đao lên, hướng về Lưu Phong xả tới. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, nhuyễn kiếm trong tay trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm quang trực tiếp nhắm đỉnh đầu tiểu thư Nhất Lang đánh xuống. Một tiếng nổ vang lên, tiểu thư Nhất Lang bị phản chấn lui lại vài bước, khóe miệng chảy máu. Cánh tay cầm đao tựa hồ như đã bị tàn phế, trở nên mềm nhũn. Lúc này, vài tên phù tang võ sĩ lại lao đến một lần nữa, cử trường đao hướng thẳng Lưu Phong. Lưu Phong huy vũ nhuyễn kiếm, đôi mắt toát đầy sát khí, nhanh chóng xuất kiếm, liền có vài tiếng kêu thảm thiết của bọn phù tang võ sĩ, xác người liền đổ gục dưới chân hắn. Tiểu thư Nhất Lang nhân cơ hội nhảy lên chiến mã, vội vàng chạy trốn, lớn tiếng quát đám phù tang võ sĩ tiến lên vây hãm Lưu Phong. Lưu Phong nhướng mày, nhuyễn kiếm bắn ra vài đạo kiếm quang, đám phù tang võ sĩ ngăn cản xung quanh lập tức đổ gục, Lưu Phong tu người lên không truy đuổi tiểu thư Nhất Lang. Đi tìm chết sao? Lưu Phong thấy tiểu thư Nhất Lang sắp lao ra khỏi vòng chiến, khóe miệng khẽ nở một tia cười lạnh lẽo, hai tay giơ nhuyễn kiếm lên. Hung hăng chạm đến, chỉ thấy một đạo quang huy chói mắt phát ra trực tiếp hướng thẳng vào tiểu thư Nhất Lang. Tiểu thư Nhất Lang vội thúc ngựa chạy đi, nguyên vốn tưởng rằng mình có cơ hội đào tẩu. Bỗng nghe phía sau truyền đến hàng loạt tiếng kêu ta thảm khóc, theo phản xạ hắn xoay đầu nhìn lại, đã thấy đạo quang mang đến cận kề rồi. Tiểu thư Nhất Lang ngay cả người và ngựa đều bị đạo kiếm quang đó công kích. Sau khi quang mang tiêu tan hết, tiểu thư Nhất Lang và chiến mã của hắn thật đáng thương, ngay cả một chút cho tàn cũng không còn sót lại. Tiểu thương đã chết, các ngươi còn không đầu hàng. Lưu Phong giơ nhuyễn kiếm hét lớn một tiếng, thanh âm như tiếng sấm vang trời. Đại bộ phận phù tang võ sĩ thấy tiểu thư Nhất Lang đã bỏ mình, nhất thời vứt vũ khí trên mặt đất đầu hàng.
nhưng mà vẫn có một bộ phận nhỏ tiếp thụ tinh thần võ sĩ đạo sâu sắc, chết cũng không hàng, quyết vì tiểu thương báo thù. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, các ngươi là tiểu quỷ tử, vốn muốn cho các ngươi một con đường sống, nhưng mà các ngươi hết lần này đến lần khác lại không muốn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lập tức, Lưu Phong lại lao thẳng vào vòng chiến, hắn giống như một cỗ máy sát nhân, đi đến đâu, đám võ sĩ phủ tang rụng rơi đến đó. Vừa mới có mấy tên đầu mục tập trung lại chuẩn bị chiến đấu, đã bị Lưu Phong làm cho náo loạn hết. Hắc ám võ sĩ và phượng vệ thấy Lưu Phong dũng mãnh như thế, ai nấy đều cổ vũ, ra tay hạ thủ ác độc, trong khoảng thời gian rất ngắn, tứ phía đều là thây ma và máu tươi. Chiến đấu không đầu một canh giờ, đám phù tang cường đạo hoàn toàn thất bại. Ngoại trừ đám đầu hàng và đám bị giết, có một số nhanh chân chạy trốn. Lưu Phong tự nhiên không thể buông tha cho bọn chúng, liền ra lệnh Đan Hùng dẫn theo 100 tên hắc ám võ sĩ gắt gao truy kích. Mất nửa canh giờ truy kích, cuộc chiến đã chấm dứt. Trận đại chiến Bàn Long Trấn này, Lưu Phong thống lĩnh thần thánh quân đoàn đánh bại hoàn toàn bát kỳ cường đạo đoàn của Phù Tang, thu được chiến quả huy hoàng. Tam sư Tôn Nghe Thường một mực đứng từ xa nhìn đại chiến thảm trạng như thế, nàng nhìn bộ dáng giết người như dạ của Lưu Phong. Trong lòng lo lắng, muốn hiện thân khuyên bảo Lưu Phong dừng tay, nhưng mà cuối cùng cũng kiềm chế được. Lúc ở Vân Mộng Trạch, Tần Thủy Giao đã dặn dò nàng rất kỹ, nói rằng tương lai Lưu Phong sẽ làm nên đại sự. Để thành đại sự, thì sát tâm tự nhiên phải lớn. Cùng lúc đó, đám nữ tử đứng xa quan sát cử động của Lưu Phong. Nữ tử cầm đầu thấy Lưu Phong không ngừng giết chóc, trong lòng không hiểu tại sao cũng dâng lên một cảm giác bất an. Đúng là đại ma đầu, giết người trong nháy mắt. Đại nhân, Thánh Mẫu đến ngay khi nữ tử còn đang bần thần, bất mãn nói thì một nữ tử từ phía sau đã thông báo. Nữ tử cầm đầu nghe thế, nhất thời hồi phục tinh thần, sắc mặt vui vẻ, ngươi nói cái gì, sư tôn đã tới ư? Vâng, Thánh Mẫu ở ngay phía trước, Thánh Mẫu dặn thuộc hạ đến gọi người đến. Nữ tử cầm đầu vội vàng phi thân đến, quả nhiên phía trước có một vị mỹ phụ trung niên đang đứng đó. Sư tôn, sao người lại đến đây, người không phải phải bế quan một năm sao? Nữ tử cầm đầu kinh hãi hỏi. Trung niên mỹ phụ mỉm cười nói, ta nghe tin tức từ Thái Thượng Hộ Pháp nên muốn lại đây trợ giúp ngươi một chút. Do Lưu Phong bố trí sắp xếp, tin tức của trường đại chiến tại Bàn Long Trấn đã nhanh chóng truyền khắp Phong Thành. Các thế lực lớn của Phong Thành thông qua trận đại chiến tại Bàn Long Trấn mới biết được thế lực của Hầu Gia mới đến từ Hoa Hạ Đế Quốc. Một ít tiểu tặc đoàn, ngay trong đêm đã lặng lẽ bỏ trốn khỏi Phong Thành, chuẩn bị tránh đi. Mà đại bộ phận, các thế lực cường đại đạo tặc đoàn khác lại lựa chọn thái độ án binh bất động. Đương nhiên là vẫn còn một chút khinh thường thực lực của Lưu Phong. Lưu Phong cho quân nghỉ ngơi tại Bàn Long Trấn vài ngày để khôi phục tinh thần và thể lực. Sau đó thống lĩnh tinh duệ kỵ binh và đám tù binh ngày đêm tiến thẳng về mục tiêu đầu tiên của Phong Thành là thành Lang Yển. Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý đi trước Lưu Phong, đã nghe được tin tức từ trận đại chiến tại Bàn Long Trấn, liền sớm dẫn người ra cửa thành Lang Yển đón tiếp nhóm người của Lưu Phong. Ban đêm, Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý tiến hành nghi thức đại lễ hoan nghênh đón tiếp Lưu Phong. Ngày tiếp theo, Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý đề nghị Lưu Phong triệu tập Phú Thương cùng các thế lực lớn tại Lang Yển để nói chuyện. Nhưng mà Lưu Phong thấy không ổn, hắn thực sự chưa chuẩn bị tốt, hơn nữa cũng chưa quen thuộc với tình huống nơi này. Khảo sát dân tình và phong tục nơi đây một ngày, Lưu Phong đại khái đã hiểu rõ tình hình nơi này so với mô tả của Hàn Long không khác lắm. Bất quá kinh tế của Lang Yển cũng không phồn hoa giống như hắn đã tưởng tượng lúc trước. Ít nhất, ban đêm cuộc sống ban đêm tương đối náo nhiệt, đổ trường, võ đài, thanh lâu có thể tìm thấy khắp nơi, hơn nữa đều rực rỡ ánh hồng. Lưu Phong lững thững đi vào một nơi gọi là Hoan Hỷ Lâu, chỉ thấy ở trung tâm là một sân khấu lớn, mấy kỹ nữ xinh đẹp đang biểu diễn thoát y vũ câu dẫn nam nhân. Cô nương của Hoan Hỷ Lâu rất là chuyên nghiệp, từ khi Lưu Phong bước vào cửa, trước sau đã có 3 kỹ nữ tiếp cận, nhưng đều bị Lưu Phong cự tuyệt. Với nhãn quang của Lưu Phong hiện tại dĩ nhiên không xem nữ nhân rong chi tục phấn ra gì rồi. Sự khác thường của Lưu Phong nhanh chóng khiến cho lão bản Hoan Hỷ Lâu là Hắc Quả Phụ chú ý. Lão bản Hoan Hỷ Lâu là Hắc Quả Phụ, phòng trừng cả Phong Thành rất ít người không biết. Là một nữ tử khoảng 32 tuổi, là một quả phụ xinh đẹp đến động lòng, mái tóc đen mượt để dài, y phục bó sát người làm toát ra vẻ vũ mị thục nữ. Nghe nói nữ nhân này giỏi nhất là câu dẫn nam nhân, nhưng chưa bao giờ nghe qua nàng cùng lên giường với ai cả. Hắc Quả Phụ chậm rãi đi đến,
Từ Xa dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Lưu Phong, dịu dàng nói, vị đại gia này, cô nương chúng ta không làm người hài lòng hay sao? Chương 532, Phong Ba tại Hoan Hỉ Lâu. Lưu Phong nhìn thục nữ phong tao vũ mị này, cảm thấy rất hứng thú, liền cười hắc hắc, nhanh chóng đi lại cũng không đáp lời nào cả, trực tiếp đưa tay khẽ đặt lên cái eo nhỏ nhắn của nàng. Hắc quả phụ sắc mặt lạnh lùng, gương mặt không đổi, khẽ né khỏi bàn tay của Lưu Phong, lui lại một bước, nhưng mà thân thể vẫn bị Lưu Phong ôm lấy. Xú tiểu tử này thật là to gan, dám dửng dưng chiếm lấy tiện nghi của ta, bất quá nàng tại đây bị nam nhân chiếm chút tiện nghi cũng không thể làm gì được. Khoảnh khắc này, hắc quả phụ đột nhiên khuôn mặt thay đổi thành vẻ mặt đầy vui vẻ. Lưu Phong cười hắc hắc, vuốt ve bộ ngực đầy đặn của nàng, cười nói, nàng chính là lão bản của nơi này hay sao? Hắc quả phụ cười cười mờ ám, trở tay ôm lấy Lưu Phong, kiều mị cười nói, vị công tử gia này, ta đúng là lão bản của Hoan Hỉ Lâu đây, nhìn diện mạo của người, hình như lần đầu tiên đến Hoan Hỉ Lâu này phải không? Ngươi yên tâm, Hoan Hỉ Lâu chúng ta tại Phong Thành này là số 1 số 2. Ngươi thích dạng nữ tử nào, ta cam đoan làm cho ngươi hài lòng. Hắc quả phụ thân thể mềm mại dán sát vào lồng ngực Lưu Phong, miệng tỏa ra mùi thơm ngát, khẽ thổi vào trong tai Lưu Phong một luồng nhiệt khí, khiến hắn trong lòng không ngừng chấn động. Trong đại sảnh có một ít nam tử chứng kiến hắc quả phụ đối xử ân cần với gã tiểu bạch kiểm này, nhất thời hâm mộ không thôi. Nhất là thấy bàn tay của Lưu Phong đang vuốt ve cặp mông to lớn của nàng, đôi mắt liền hiện ra vẻ ganh tị. Khách đến Hoan Hỉ Lâu này, có nam nhân nào mà không có ý đồ dâm tà với hắc quả phụ này, nàng chính là cực phẩm trong cực phẩm A. Đừng xem hắc quả phụ phong tao như vậy nhưng mà cho tới nay không có nam nhân nào sờ qua thân thể nàng. Hôm nay mọi người được đại khai nhãn giới, con mẹ này rốt cuộc không trụ được rồi. Ăn không được thì ghen tức, cổ đại là thế. Lão bản, nàng đừng có quá chút tâm đến công tử nhà ta chứ, có hay không có mỹ nữ đây, cũng giới thiệu cho hai người chúng ta đi chứ. Lúc này, Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý cũng chạy đến, bọn chúng hiểu rõ bản lãnh của Lưu Phong, nhưng lo lắng nơi này đông người phức tạp, sẽ uy hiếp sự an toàn của Lưu Phong, nên bọn chúng chạy đến. Đồng thời cũng có ít nhất 20 người mặc quân phục đã tiến vào. Hắc quả phụ cũng không biết Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý, cũng không biết hai người bọn họ là quan lớn nhất vùng này, nàng liếc đôi mắt xinh đẹp nhìn hai người, rồi cười duyên một cái rồi bỏ đi. Hắc quả phụ quả nhiên phong tao Diệp Văn Lý nhìn theo bóng lưng của nàng, đổi mắt nhìn chằm chằm vào cặp mông lúc lắc của nàng. Các ngươi sao cũng đến đây? Lưu Phong hơi nhíu mày. Phó Lưu Vân vội nói, chủ công, nơi này luôn rất hỗn loạn, chúng thuộc hạ lo lắng sự an nguy của người. Lưu Phong mỉm cười, không có gì đáng ngại cả, cho huynh đệ các ngươi rút đi. Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý đối với Lưu Phong luôn luôn vâng lời. Nghe hắn nói vậy, cũng không dám phản bác, vội vàng ra ám hiệu cho đám binh lính vừa mới tiến vào lui hết ra ngoài. Hoan Hỉ Lâu không hổ là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành, khách nhân và cô nương phục vụ cũng khá nhiều. Lưu Phong và hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn lên trên sân khấu đang biểu diễn thoát y vũ. Nói thật, thoát y vũ của nơi này so với thiên thượng nhân gian còn chênh lệch rất xa. Nhất là về phương diện trang phục, có chút nghèo nàn. Nếu đổi lại các loại đồ lót kiểu mới do Lưu Phong chế tạo, hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều. Xem ra, tin tức của Phong Thành xem ra cũng rất là bế tắc, gần đây đế quốc cũng đã lưu hành rồi mà. Hơn nữa, thoát y vũ quan trọng nhất là phần âm nhạc phối hợp. Loại biểu diễn này, âm nhạc nhất định phải mang tính kích thích, nhưng mà âm nhạc của chúng thì cứ du dương liên tục, cái loại này không thích hợp để tạo cảm giác kích thích chút nào. Lưu Phong đang suy nghĩ, đợi khi Phong Thành ổn định, sẽ tìm nơi thích hợp để xây dựng thiên thượng nhân gian. Vốn hắn đang lo lắng thiên thượng nhân gian sẽ có chút vấn đề, bây giờ thấy cảnh này, xem ra phát triển thiên thượng nhân gian ở nơi này quả thật thích hợp. Hắc quả phụ sau khi rời Lưu Phong liền đi vào hậu đường, trực tiếp tiến vào trong sương phòng, bất mãn nói, Khuynh Thành đồ nhi, vi sư lần này đã bị ngươi hại rồi, ngươi kêu ta giả trang làm hắc quả phụ, lại bị tiểu tử nọ tự nhiên chiếm mất tiện nghi của ta. Sư tôn, hắn làm gì người, con đi tìm hắn liều mạng. Nữ tử được gọi là Khuynh Thành đúng là nữ tử đã theo đuôi Lưu Phong mà tới, chính là nữ tử thủ lĩnh hôm đó, cũng là lão thục nhân Liên Nguyệt. Đường, nhiên tên thật của nàng gọi là Khuynh Thành. Hắc quả phụ nắm chặt Khuynh Thành lại nói, ngươi đi tìm hắn liều mạng sao, cũng không được. Lão nhân gia chỉ là bị sờ mông một tí. Cái gì? Hắn sờ mông người.
Tên sắc lang đáng chết này, hắn làm sao làm như thế được? Không được, con phải ra ngoài tìm hắn. Khuynh Thành nghe thế, trong lòng nhất thời nổi giận. Lưu Phong quả thật là đại sắc lang, ngay cả sư tôn của mình cũng không buông ta a. Sư tôn cũng thiệt là, bị Lưu Phong chiếm tiện nghi mà còn cười hì. Hì, được rồi, không nên quá xúc động, ta đã nói rồi, không có việc gì mà. Hắc Quả Phụ cười hắc hắc nói, ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa ta dẫn hắn tới phòng ngươi. Chuyện sau này phải dựa vào bản thân ngươi rồi đó. Khuynh Thành chu cái miệng nhỏ nhắn nói, sư tôn, người yên tâm, con sớm muộn cũng giáo huấn đại sắc lang đó thay cho người. Hiện trường thoát y vũ đã đến giai đoạn nóng bỏng, cơ hồ tất cả nam nhân đều đứng dậy la lớn cởi. Cởi. Ngay cả Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý cũng trừng to con mắt nhìn, nếu không phải Lưu Phong đang ngồi một bên, phỏng chừng hai tên đại thúc vô lương này sớm đã la hét lên rồi. Lưu Phong hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, một đám ngốc tử, có gì đẹp mắt đâu mà kích động như vậy. Tiểu Bạch Kiểu, ngươi nói ai ngốc, tiểu tử ngươi có phải muốn ăn đập không? Thanh âm của Lưu Phong mặc dù rất nhỏ, nhưng còn bị một bàn nghe thấy. Trong đó có một người thân hình cao lớn, râu mép rậm rạp, khí thế hung hăng, quá Lưu Phong một tiếng. Diệp Văn Lý nhất thời trợn mắt, hỗn láo, ngươi là đồ hỗn láo nào mà dám dọa người như vậy? Ngươi biết ta là ai không? Phó đoàn trưởng của Phiên Vân Đạo Tặc Đoàn Vân Báo chính là ta. Ngươi có nghe thấy tại Phong Thành có ai không biết tên ta không? Các ngươi là cái thá gì? Vân Báo khinh thường trợn trắng con mắt, căn bản không xem ba người Lưu Phong vào đâu. Phiên Vân Đạo Tặc Đoàn tại Phong Thành cũng là thế lực thuộc hàng số 1, số 2. Thuộc hạ có hơn 2 vạn huynh đệ, với thân phận phó đoàn trưởng của hắn, tự nhiên có tư cách để kiêu ngạo. Đáng tiếc hôm nay hắn đã đụng phải Thiết Bản rồi. Diệp Văn Lý và Phó Lưu Vân nhìn thoáng qua, chuẩn bị xông lên giáo huấn Vân Báo. Mặc dù lỗi là do bọn họ, nhưng mà tất nhiên không thể để chủ công mất mặt được. Lưu Phong mỉm cười, đứng giữa ngăn hai người lại rồi nói, các ngươi lui ra, để ta xử lý. Lưu Phong đã sớm nhìn ra, lấy lực lượng mà nói thì Diệp Văn Lý và Phó Lưu Vân căn bản không phải đối thủ của Vân Báo. Lưu Phong cười hì hì bước đến trước mặt Vân Báo, điềm nhiên hỏi, tiểu tử ngươi quả thật là Phiên Vân Đạo Tặc Đoàn sao? Các ngươi nhanh chóng sẽ bị xóa sổ khỏi Phong Thành thôi. Nói xong, một cỗ khí tức nhàn nhàn từ quanh thân tràn đến bao phủ Vân Báo. Vân Báo nhất thời thân thể không sao nhúc nhích được, vẽ mặt hiện lên thần sắc hoảng sợ. Tiểu tử, ngươi dùng yêu pháp gì? Vài tên tùy tùng phía sau Vân Báo thấy gia chủ bị người khác chế trụ vội vàng mắng lên, nhưng mà cũng không dám tiến lên. Bọn người đó bình thường đều là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, toàn là đám ngu xuẩn không dùng được. Lưu Phong kiêu ngạo quát lên một tiếng, một cước đá Vân Báo nằm dài trên mặt đất, hướng Diệp Văn Lý và Phó Lưu Vân nói, đánh hắn cho ta. Diệp Văn Lý và Phó Lưu Vân thấy chủ công dễ dàng chế trụ Vân Báo, trong lòng mừng rỡ, không khỏi thán phục chủ công, lập tức tiến lên đánh đập Vân Báo. Đáng thương cho Vân Báo không cách nào nhúc nhích được, toàn thân bị đánh đau đớn nhưng vô lực phản kích. Nhất là lão tiểu tử Diệp Văn Lý này, đấm trên mặt Vân Báo vài cái, đã đánh đầu hắn thành đầu heo. Đám khách và cô nương thấy tên Tiểu Bạch Kiểm này hung ác như vậy, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Thật là nhìn người thì không nên đánh giá qua bề ngoài a. Vốn còn có người định giáo huấn Lưu Phong một chút, trừng phạt hắn về cái tội dám vô lễ với Hắc Quả Phụ, nhưng mà bây giờ nhìn tình huống này, ai cũng không dám. Vân Báo là người thế nào bọn họ hơn phân nửa đều rất rõ. Ngay cả tên Vân Báo này đều bị đánh thành đầu heo như vậy, bọn họ còn dám làm cái gì? Được rồi, đừng đánh chết hắn. Lưu Phong gọi Diệp Văn Lý và Phó Lưu Vân dừng tay, buông Vân Báo ra nói, trở về nói cho đoàn trưởng các ngươi biết, các thứ các ngươi đánh cướp được như tài sản, tiền tài, vũ khí, chuẩn bị lại, đưa đến phủ hầu tước Phong Thành, nếu không các ngươi hãy chờ lão tử đến tiêu diệt các ngươi đi nha. Hai ngươi, từ ngày mai bắt đầu giết hết bọn cường đạo, đạo tặc xung quanh Yết Lang cho ta. Lưu Phong nói với Diệp Văn Lý và Phó Lưu Vân. Trong lúc này, đám tùy tùng của Vân Báo đã sợ chết khiếp, bỏ chạy tán loạn, chỉ hận cha mẹ sinh ra không có được bốn chân để chạy cho mau mà thôi. Người ở xung quanh nghe thấy Lưu Phong nói, nhất thời hiểu được thân phận của hắn, vội vàng ngậm miệng lại, quay đầu không ai lên tiếng nào. Chủ công của Phong Thành còn ai dám nói gì nữa, những người này đều là dân cửu cư tại Phong Thành, ai nấy đều có gốc từ kinh đô. Nhưng mà bất đồng a, người ta dùng 500 người tiêu diệt sạch sẽ bất kỳ cường đạo đoàn,
Nghe nói ngày đó hắn một mình giết hơn 1.000 Phù Tăng võ sĩ. Bây giờ dân gian đã lưu truyền, Lưu Phong không phải là người, mà là ác ma. Công tử gia, làm ngươi phải đợi lâu, ta vì ngươi đã chuẩn bị thật tốt rồi, mời theo ta lên lầu. Chờ Vân Báo đi rồi, Hắc Quả Phụ tức thì xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 533, Tiểu Ma Nữ Khuynh Thành. Lưu Phong cũng không chối từ, rất tự nhiên tiến lên ôm lấy eo Hắc Quả Phụ, một tay đặt tại mông nàng không ngừng xoa bóp. Hắc Quả Phụ chỉ là cười duyên, có chút dãy ruộng, bất quá trong lòng nàng đã thầm mắng chửi, đại sắc lang, xú lưu manh, cũng không biết làm sao mà Khuynh Quốc lại coi trọng tên tiểu tử này. Hơn nữa nàng hiểu được, Khuynh Thành nha đầu cũng có chút ý tứ đối với xú lưu manh này. Đừng xem Khuynh Thành mở miệng đều là ác ngữ khi nói về tên tiểu tử này, nhưng mà trực giác của đàn bà nói cho nàng biết nha đầu đó cũng có ý với Lưu Phong. Nhất là vừa rồi nghe nói Lưu Phong sờ mông nàng, thậm chí nàng ta có cảm giác ghen tuông. Xú nha đầu, càng lớn càng ương ngạnh a, ngay cả sư tôn mà cũng ghen. Ha, ha, nhưng mà cảm giác thật thích thú a. Hắc Quả Phụ nợ nụ cười. Bệnh thần kinh, Lưu Phong cười hắc hắc, vừa đi vừa chọt ngón tay vào giữa mông của nữ nhân, Hắc Quả Phụ cảm thấy toàn thân bủn rủn. Vội vàng nắm lấy tay Lưu Phong bỏ ra, thầm nghĩ, xú tiểu tử, cái gì cũng có giới hạn a. Hắc Quả Phụ là sư tôn của Khuynh Quốc và Khuynh Thành. Hiện tại mẫu thân Khuynh Quốc, Khuynh Thành đã mất, Hắc Quả Phụ vừa là sư vừa là mẹ. Nếu quả thật nói về bối phận, Lưu Phong chính là con rể của nàng. Cứu! Khi đi qua một gian phòng, đột nhiên bên trong truyền đến một thanh âm cứu. Yếu ớt! Lưu Phong đột nhiên dừng lại, hơi nhíu mày, đây là chuyện gì? Hắc Quả Phụ cười nói, đây là cô nương mới được thu nhận, không chịu tiếp khách, cho nên ta bắt đem nàng đến đây. Vì là cô nương mới, chỉ cần bỏ đói vài ngày là nàng sẽ ổn thôi. Thiệt là không có nhân tính a. Thanh lâu truyền thống quả nhiên là chỗ hại người. Cứu mạng a. Ngay lúc này, thanh âm trong phòng truyền đến những yếu kêu cứu ngắt quãng. Lưu Phong nao nao, hắn thấy thanh âm nữ tử này có chút quen thuộc, nhưng mà trong thời gian ngắn không nhớ là đã nghe qua ở đâu. Công tử gia, Hồng Nguyệt cô nương đang chờ người. Hắc Quả Phụ cố ý giữ chặt tay Lưu Phong, cố gắng đưa hắn đi khỏi nơi này. Chờ một chút. Lưu Phong hất tay Hắc Quả Phụ ra, ta muốn vào trong xem. Hắc Quả Phụ mặt lộ vẻ khó xử. Công tử gia, nữ tử này chúng ta mới mua về, chưa dạy dỗ được gì, sợ làm mất nhã hứng của ngươi. Ta xem, ngươi hay là hãy đợi vài ngày, hôm nay Hồng Nguyệt tiếp ngươi trước. Hồng Nguyệt là át chủ bài của Hoan Hỉ lâu chúng tôi đó. Đừng có nói nhảm, mở cửa. Lưu Phong ngày càng thấy tiếng kêu cứu có vẻ quen thuộc. Hắc Quả Phụ thấy Lưu Phong có chút giận dữ, cũng không dám chậm trễ, vội vàng kêu bọn thuộc hạ mở cửa phòng. Là ngươi? Lưu Phong sau khi đi vào, vội vàng liếc mắt qua, liền nhận ra tên nữ tử kia. Liên Nguyệt, ngươi sao lại ở đây? Lưu Phong có chút không hiểu được, bước lên cởi sợi dây trói trên người nàng xuống. Nghe được thanh âm của hắn, nữ tử tựa hồ như bắt được vàng, đang muốn nói gì, sắc mặt đột nhiên chẳng biết nói như thế nào, mặt cứ đỏ hồng, cúi đầu xuống. Hắc Quả Phụ nghe tiếng nhìn lại, không biết từ lúc nào Lưu Phong đã ở bên cạnh Khuynh Thành rồi, song thủ đang vuốt ve cặp mông của nàng. Chán ghét a, ngươi vẫn háo sắc như vậy. Thanh âm nữ tử như nhẹ nhàng, mơ hồ. Liên Nguyệt, nàng còn chưa nói cho ta biết, nàng tại sao ở đây? Lưu Phong có chút khó hiểu, với thân phận của Liên Nguyệt tiểu nương bì này, làm sao có thể rơi vào thanh lâu a? Thật sự là không thể tin nổi mà. Kỳ thật ta không phải tên là Liên Nguyệt, ta tên là Khuynh Thành. Nữ tử liếc mặt nhìn Lưu Phong một cái rồi mỉm cười giải thích. Khuynh Thành ồ, đúng, ta cái tên nghe rất hay. Lưu Phong tiếp tục hỏi tới, vậy xảy ra chuyện gì? Khuynh Thành nghe vậy, nhất thời cái mũi cay cay, nhào vào trong lòng Lưu Phong, ôm chặt hắn. Đều là do chàng hại ta, là do chàng bại hoại. Lưu Phong đầu óc ngẩn ngơ, tiểu nương bì này không nói lý a, chính mình cứu nàng mà chẳng những không cảm ơn, còn đổ thừa cho mình, thật là chó cắn lã động tân mà, không phải là người tốt. Lần trước chàng phá mưu kế của thiếp, Thanh Liên tiện nhân đó cũng phản bội thiếp, khiến cho nhiệm vụ của thiếp thất bại. Khuynh Thành hận hận nói, sau khi trở lại thánh giáo, Thái Thượng Hộ Pháp sinh ra bất mãn, thiếp và hắn cải lộn một hồi, kết quả hắn dám cầm cố tu vi của thiếp,
phạt thiếp phải đi vào tục thế để lịch luyện. Mấy ngày trước, thiếp bị người đánh cướp, khi tỉnh lại đã thấy mình bị bán vào nơi này rồi. Người ta thật đáng thương a, đều là do ngươi làm hại ta. Lần trước nếu ngươi để ta câu dẫn thành công, làm nô đãi cho ta, thì tới giờ ta đã không xảy ra việc gì rồi. Mẹ nó, thật sự là tặc bì nương này không chịu nói lý lẽ mà, bản thân mình không có bản lãnh, ngược lại lại đổ lên đầu mình. Khuynh Thành, ta làm sao biết được Thái Thượng Hộ Pháp lại có ý xoán địa vị của ngươi à? Lưu Phong tùy tiện nói, cái gì à? Lão già kia rõ ràng đã xoán vị. Khuynh Thành hừ nói, tên bại hoại nhà ngươi, ta bây giờ đều bị ngươi hại không còn gì nữa, ngươi nhất định phải phụ trách cuộc sống sau này của ta. Hắc Quả Phụ nhìn Khuynh Thành vừa khóc vừa cười. Thầm nghĩ Khuynh Thành tiểu nha đầu này cũng quả thật là có bản lãnh diễn kịch cũng thật quá sức tài tình. Bất quá, nha đầu rõ ràng là có ý tứ với Lưu Phong, nếu không cũng sẽ không để Lưu Phong tùy ý vuốt ve bộ ngực mình mà cũng không hề phản đối. Ồ, ngươi và ta tốt xấu gì cũng có qua một đoạn duyên phận, yên tâm, ta sẽ không bỏ mặc nàng đâu. Lưu Phong cười hắc hắc ôm Khuynh Thành vào lồng ngực mình. Tức thì, Lưu Phong đột nhiên cảm giác một cỗ khí tức nguy hiểm đập thẳng vào mặt. Cũng trong thời khắc này hắn cũng phát hiện đôi mắt Khuynh Thành cũng sáng ngời vô song, trong ánh mắt bắn ra những đạo sát ý lạnh như băng. Lưu Phong chỉ cảm thấy một tia hàn quang hướng thẳng vào đôi mắt mình, hắn vội vàng buông Khuynh Thành ra lui về phía sau một bước. Dù vậy cánh tay hắn cũng bị trúng một đạo, làm cho vết thương rớm máu a. Mẹ nó, chính là do khinh thường a. Đã biết tiểu nương bì này không đơn giản mà, thiếu chút nữa đã bị nàng lừa rồi. Xem ra mẹ của Trương Vô Kỵ nói đúng a, đàn bà càng xinh đẹp càng giỏi gạt người. Khuynh Thành đứng trước mặt Lưu Phong, tay phải nắm chặt một thanh chủy thủ tỏa ra hàn quang bức người, vương đầu lưỡi liếm lưỡi chủy thủ đang nhuộm máy Lưu Phong, mặt tỏ ra chút đắc ý. Đại sắc lang, ngươi phản ứng cũng nhanh lắm. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, đôi mắt hiện ra vài phần tức giận, ngươi làm vậy là ý tứ gì? Xin lỗi, Lưu Phong ca ca. Khuynh Thành thấy Lưu Phong tức giận, vội vàng thu hồi chủy thủ, nói với Lưu Phong, ta không nghĩ đến đả thương ca ca, ta chỉ là muốn giết chết ngươi. Xin lỗi, ngươi biết rồi, tu vi của ta đã bị cầm cố, bây giờ chỉ còn vũ kỹ, cho nên thủ pháp so với trước kia chậm đi rất nhiều. Ngươi yên tâm, cho ta một cơ hội nữa, lần sau ta nhất định giết ngươi, tuyệt đối sẽ không đả thương ngươi. Mẹ nó, tiểu nương bì này đầu óc thật độc ác. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Khuynh Thành, ta cứu ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Nếu ngươi bất nhân, đừng trách ta hạ sát thủ với ngươi. Vừa rồi một kích hiểm độc vô cùng, may mà Lưu Phong dùng thất tinh bộ, nếu là người bình thường, phỏng chừng đã bị đâm trúng rồi. Hắc Quả Phụ đứng ở cửa cũng rất kinh hãi, nha đầu này cũng thật là điên cuồng, vạn nhất Lưu Phong không tránh khỏi bị đâm trúng vào mắt thì xử lý thế nào đây? Thật là đàn bà độc như rắn rít. Khuynh Thành thấy Lưu Phong thật sự tức giận, vội vàng nói, Lưu Phong ca ca, dù gì chúng ta đã có một thời gian tốt đẹp à, ngươi đừng nóng giận. Ngươi đừng mong ta sẽ bỏ ý định giết ngươi. Thái Thượng Hộ Pháp nói, nếu ta không thể câu dẫn ngươi, thì phải giết chết ngươi, nếu không hắn sẽ phế bỏ vị trí thánh nữ của ta. Hơn nữa, hắn sẽ cho huynh đệ trong giáo luân gian ta. Người ta thật là đáng thương. Ngươi hãy giúp ta đi, để ta giết ngươi rồi trở về phục mệnh. Lưu Phong khẽ hừ một tiếng, sát khí trong ánh mắt từ từ biến mất, xem ra chủ mưu hẳn là cái tên cho má Thái Thượng Hộ Pháp gì đó. Lưu Phong đã từng thân mật sơ sơ với Khuynh Thành, trong lòng ít nhiều cũng có một cảm giác khó nói. Nhưng hiểu được Khuynh Thành hiện giờ phải được bảo vệ, nghe nàng nói xong tình cảnh này, trong lòng không khỏi có chút thương hại. Khuynh Thành nha đầu này quả nhiên lợi hại. Hắc Quả Phụ âm thầm bật cười, chẳng những lấy được đồng tình của Lưu Phong, mà thậm chí còn làm cho Lưu Phong có ác ý với Thái Thượng Hộ Pháp. Được rồi Khuynh Thành, chuyện của ngươi ta hiểu rồi, ta cũng không trách ngươi nữa. Bất quá cái tên Thái Thượng Hộ Pháp gì của ma giáo các ngươi cũng không còn nhân tính a, cư nhiên dám cho mọi người luân gian ngươi, nếu là ta, nhiều nhất cũng chỉ bắt ngươi làm nô đã cho ta, để một mình ta hưởng dụng mà thôi. Lưu Phong cười cười mờ ám, vội vàng ôm Khuynh Thành vào lòng lần nữa. Giờ phút này hắn đã có phòng bị, cho dù Khuynh Thành lại ra tay đánh lén cũng không thể làm được gì. Dù sao lực lượng của hai người cũng chênh lệch quá xa, huống hồ tu vi nàng hiện vẫn còn bị cấm cố. Đương nhiên, sự thật đều không phải như thế. Tu vi của Khuynh Thành chẳng những không bị cấm cố, mà ngược lại còn tiến xa hơn trước.
Chỉ là giờ phút này nàng dùng bí pháp ma giáo tạm thời ẩn giấu lực lượng khí tức, lúc này mới lừa gạt được Lưu Phong. Không thể không nói, truyền thừa ngàn năm của ma giáo quả nhiên có chút thủ đoạn. Chương 534, kiến thiết toàn diện, tập trung toàn lực phát triển Phong Thành. Khuynh Thành nghe Lưu Phong nói như vậy, mới đầu rất lấy làm cao hứng, nhưng nghĩa bóng ẩn chứa sau câu nói ấy hình như có vấn đề, thầm nghĩ đại sắc lang này dám chắc muốn xử ta đây. Bất quá trước khi kế thừa thánh linh, ta không thể mất đi nguyên âm. Khuynh Thành mấy hôm nay quả thật rất mệt nhọc, lúc này khuôn mặt nàng ẩn chứa sự vui mừng, sung sướng, tựa vào trong lòng hắn. Ra bộ dạng làm nũng, Lưu Phong ca ca, từ hôm nay trở đi, ta đi theo ngươi nha, ngươi không thể xua đuổi ta giống như lần trước được. Lưu Phong ngoài miệng không nói gì cả, nhưng trong lòng mắng thầm, ngươi rõ ràng bản thân có tật giật mình, ta hơi đâu chấp nhất với ngươi làm gì. Lưu Phong cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, trong lòng đối với xà hạt mỹ nữ này lúc nào cũng có đề phòng. Đương nhiên, bàn tay hắn thì vẫn cứ ra tay sờ soạng bộ ngực của nàng. Lưu Phong ca ca, ngươi dẫn ta rời khỏi nơi này đi nha, ta có chút sợ hãi. Khuynh Thành ra bộ dáng có vẻ sợ hãi, đáng thương. À, ngươi yên tâm, ta lập tức mang ngươi rời khỏi. Quay đầu, Lưu Phong nói với Hắc Quả Phụ, đây là bằng hữu của ta, ta bây giờ muốn dẫn nàng rời khỏi Hoan Hỉ Lâu, ngươi có ý kiến gì không? Hắc Quả Phụ khuôn mặt khó xử, khóc lóc nói, công tử gia, ngươi không phải không biết, nha đầu này ta tốn đến 3.000 lượng bạc mới mua từ tay người ta về, nếu người cứ như vậy mang đi, sợ rằng phá vỡ quy củ. Ở đây, Lưu Phong sắc mặt lạnh lão, lấy từ trong ngực áo ra 5.000 lạng ngân phiếu đưa đến, không phải chỉ cần bạc sao? Đây là 5.000 lượng cho ngươi đây. Hắc Quả Phụ thu hồi ngân phiếu, vẻ mặt tươi cười sung sướng, còn thiếu chút nữa là lấy thân báo đáp hắn luôn. Lưu Phong vốn còn muốn thị sát dân tình nơi đây, lúc này gặp người quen, tự nhiên bỏ đi ý niệm trong đầu. Lập tức trở về đại sảnh, kêu Diệp Văn Lý và Phó Lưu Vân đồng thời trở về hầu tước phủ. Đưa mắt nhìn Lưu Phong và Khuynh Thành rời khỏi, Hắc Quả Phụ nhất thời không nhịn được liền cười ha hả, Khuynh Thành nha đầu này thật là ngày càng giỏi đóng kịch. Bây giờ Lưu Phong chắc sẽ không hoài nghi nàng có tư tâm gì rồi. Thánh mẫu nương nương, thuộc hạ xem Lưu Phong này 10 phần là sắc lang, Khuynh Thành đại nhân cứ theo hắn rời đi như vậy có nguy hiểm gì hay không? Vạn nhất hắn phá mất nguyên âm của Khuynh Thành thì phải làm sao? Một nữ tử dung mạo khá đẹp đứng sau Hắc Quả Phụ lo lắng hỏi. Hắc Quả Phụ mỉm cười, sẽ không có đâu. Ngừng một chút, Hắc Quả Phụ đáp, cho dù Khuynh Thành không ngừng bị Lưu Phong kích thích, nhưng mà còn có Châu Nhi trông coi mà. Ta dám khẳng định, nếu Lưu Phong dám dùng vũ lực với Khuynh Thành, Châu Nhi dám chắc sẽ lấy chủy thủ cắt tiểu đệ đệ của hắn. Ha ha, càng lúc càng thú vị. Tốt lắm Yến Tử, ta sẽ ở lại đây một hồi, các ngươi chuẩn bị cho ta chút thức ăn, ta muốn ăn thật no. Không có biện pháp nào, tâm trạng đang rất tốt à. Hắc Quả Phụ hướng về nữ tử đang đứng sau phân phó một tiếng rồi lập tức khinh thân bay lên phòng, ngồi ở lan can, ngước đầu nhìn ánh trăng sáng. Lưu Phong tiểu tử này cũng không tệ, con người cũng tốt, thực lực lại cao cường, lại có bản lãnh. Hắn và Khuynh Thành kỳ thật rất xứng đôi. Quan trọng nhất chính là nếu Khuynh Thành và Khuynh Quốc có cùng phu quân, quan hệ dám chắc sẽ được hòa giải. Hắc Quả Phụ tâm nguyện lớn nhất bây giờ chính là hy vọng Khuynh Thành và Khuynh Quốc hòa giải với nhau, thương yêu nhau như tỉ muội vậy. Nhưng mà tính tình của tiểu hài tử Khuynh Thành này thật cứng đầu, lại cường ngạnh, trong lòng sớm đã hận hận Khuynh Quốc đến chết rồi, muốn bọn chúng hòa giải với nhau, thật sự là quá khó. Quên đi, chỉ đành đi bước nào tính bước đó thôi. Hắc Quả Phụ khẽ thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên tự nhủ, lão tỉ tỉ, xin lỗi nha. Ngươi phó thác hai hài tử cho ta, nhưng ta không cách nào chiếu cố thật tốt cho bọn chúng được. Hơn nữa Thánh Sơn lại bị Thái Thượng Hộ Pháp khống chế mất rồi. Nghe thường thấy Lưu Phong đi dạo một vòng Thanh Lâu, tay thì ôm một nữ tử bước ra, trong lòng vừa tức giận vừa mắc cười. Tên tiểu tử hỗn chứng này, đi đến đâu cũng không bỏ qua đàn bà được. Sớm biết như vậy, lúc tại Kinh Đô đã không cho Đình Nhi bỏ đi rồi. Nếu mà Đình Nhi giờ phút này ở bên cạnh hắn, hơn phân nửa là hắn không dám làm như thế. Tiểu quỷ đầu, ta thật muốn xem ngươi dẫn nữ tử này về rồi làm gì. Nghe thường hừ lạnh một tiếng phi thân đuổi theo, tiếp tục theo dõi sau lưng Lưu Phong. Lưu Phong kỳ thật đối với sự theo dõi của Nghe Thường đã sớm phát hiện rồi. Chỉ sợ Nghe Thường tức giận mình, nên vẫn không dám nói toạc ra mà thôi. Lúc này,
Hai tay hắn đang sờ soạn lung tung trên gò ngực của Khuynh Thành, cũng là cố ý để cho Nghê Thường nhìn thấy. Căn cứ vào kinh nghiệm của Lưu Phong, đàn bà sẽ bị kích thích. Nhất là thục nữ, chỉ cần kích thích đúng chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ không chịu được mà thôi. Mẹ ơi, ta làm sao vậy? Ngay cả đại mẫu, sư tôn cũng có dâm ý là sao? Thật vô sỉ quá, thật cầm thú quá. Nhưng mà, nếu tam sư tôn thật sự chịu làm đàn bà của mình, thì thật là tốt biết bao. Ta nhất định sẽ rất yêu thương nàng. Trở lại hầu tước phủ, Lưu Phong cũng không có cùng Khuynh Thành ngủ chung một phòng. Thứ nhất là Nghê Thường đang âm thầm theo dõi sát sao, thứ hai là Khuynh Thành tiểu nương bì này cũng phòng bị cẩn thận. Sờ thì có thể sờ, nhưng ngươi mà muốn tiến thêm nữa thì xin lỗi, chủy thủ của bổn cô nương không đáp ứng, nó sẽ cắt đứt, tiểu đệ đệ của ngươi đó. Vài ngày sau, Lưu Phong đối với tình huống của Lang Thành cơ bản đã hiểu rõ. Hôm nay, hắn tập hợp các phú thương tại Lang Thành, tuyên bố một số quyết định. Thứ nhất, Lưu Phong phong cho Phó Lưu Vân đảm trách Tổng đốc Phong Thành, phụ trách quản lý toàn bộ chánh sự. Phong cho Diệp Văn Lý làm Tổng quản thủ bị Phong Thành, phụ trách hết thảy mọi việc liên quan đến quân sự. Mệnh lệnh Đan Hùng đảm trách chức vụ Phó Quân đoàn của Thần Thánh Quân đoàn, phụ trách việc huấn luyện quân tinh duệ. Phong cho Hoa Cô Tử làm Đại thần tình báo, phụ trách công tác tình báo của Phong Thành. Tiếp theo, Lưu Phong khuếch trương quân đội, chiêu mộ thêm 3 đến 5 vạn tướng sĩ. Đồng thời, tổ chức kiến lập quân đoàn mới, đoàn trưởng là Vi Hàn Long, phụ trách hoàn toàn việc kiến thiết Phong Thành. Mặc dù được xưng là đệ nhất đại đô thị tại Phong Thành, nhưng dưới mắt Lưu Phong thật là đổ nát không chịu nổi, ngay cả so với một trấn nhỏ của Giang Nam cũng không phồn hoa bằng. Hắn cẩn thận nghiên cứu vị trí địa lý của nơi này, hiểu được rằng vị trí nơi đây cũng không tệ lắm. Cùng với lựa chọn một nơi khác để lập nên tân thành, không bằng chọn chỗ này, một lần nữa sửa chữa lại một phen. Tùy quân, tù binh toàn bộ đều liệt vào nhóm quân đoàn kiến thiết, nếu biểu hiện tốt, vào thời cơ thích hợp sẽ được gia nhập vào quân đoàn thủ bị. Hàng trăm việc phải làm, Lưu Phong tích cực điều động mọi người, kêu gọi mọi người tuân thủ nguyên tắc, ra rất nhiều chính sách ưu đãi và mang tính nhân đạo. Hứa hẹn tất cả những bộ phận tham gia kiến thiết Lang Thành không chỉ được ăn no mà còn có thêm bổng lộc. Thêm vào đó, khi hoàn thành kiến thiết Lang Thành, tất cả những tù binh tham gia kiến thiết đều có thể trở thành người tự do, trở thành dân chúng Phong Thành. Từ nay về sau có thể an hưởng cuộc sống yên lành. Sự thật chứng minh chính sách của Lưu Phong đã thành công. Khi chính sách được ban hạ, người trong kiến thiết quân đoàn, bất kể là dân địa phương hay tù binh, cường đạo, tất cả đều thập phần hưng phấn, ra sức hết mình, căn bản không cần ai quản lý, bọn họ cũng tự nguyện ra sức, ngay đêm tham gia kiến thiết. Bởi vì bọn họ biết rằng, sớm một ngày kiến thiết xong thì có thể có được tự do sớm hơn một ngày, sớm có được cuộc sống thoải mái, an bình. Nói thật, tại địa phương hỗn loạn này có thể có một miền đất yên bình như vậy, thật sự là mơ tưởng đối với rất nhiều người rồi. Sau khi Lưu Phong tuyên bố quyết định, các hạng mục bắt đầu triển khai. Kiến thiết Lang Thành cũng nhanh chóng được triển khai, mở rộng. Vì để cho kiến thiết Lang Thành như ý, Lưu Phong cử Phó Lưu Vân mang từ kinh đô đến các chuyên gia xây dựng kiến thiết, đem ý niệm về kiến trúc trong xã hội hiện đại nói một cách đơn giản cho bọn chúng hiểu, hy vọng bọn họ có thể ra sức, tận lực kiến tạo được tòa thành thị như ý muốn của Lưu Phong. Ý niệm về kiến trúc của Lưu Phong rất nhanh chóng gây nên một chấn động. Mặc dù thời gian còn ngắn chưa thể giải thích hết, nhưng mà bọn chúng cam đoan sẽ không ngừng trong quá trình kiến thiết học hỏi thêm, tận dụng tất cả để kiến tạo nên một tòa thành thị như Lưu Phong mong muốn. Về việc kiến tạo hầu tước phủ, Lưu Phong tự mình chấp bút, dựa theo thói quen và ý niệm, họa vẽ ra một đồ án kết cấu. Hàn Long sau khi nhìn thấy họa đồ kiến thiết, liền phân ra một bộ phận thợ xây dựng ngày đêm phân tích và nghiên cứu. Hơn nữa nghiêm lệnh với quân đoàn kiến thiết, bất kể tốn kém bao nhiêu đều phải dựa theo yêu cầu sắp đặt của chủ công mà làm, cố gắng hoàn thành việc kiến thiết hầu tước phủ. Thêm vào đó, công tác chiêu mộ binh lính cũng được tiến hành gấp rút như cứu hỏa. Bởi vì chiến tích huy hoàng của Lưu Phong trong trận đánh Bàn Long Trấn, hơn nữa chính sách ưu đãi ban ra, cư dân địa phương và một số dòng binh đoàn đều hăng hái xin gia nhập. Bất quá, bọn chúng bây giờ chỉ có thể gia nhập thủ bị quân do Diệp Văn Lý trưởng quản. Về phần Thần Thánh quân đoàn, đương nhiên không có thể gia nhập dễ dàng như vậy. Lưu Phong cho rằng binh quý tinh, bất quý đa. Theo hắn, sau khi công trình kiến thiết chấm dứt, sẽ triệu hồi Hắc Vân, Tố Nương tại đây để huấn luyện cơ địa. Triển khai xây dựng Hắc Ám võ sĩ và phượng vệ với quy mô lớn,
lúc đó sẽ không ngừng bổ sung binh lực cho thần thánh quân đoàn. Các bạn đang nghe chuyện Hiju Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 535, dùng máu trấn áp nổi loạn, phát triển thế lực toàn diện. Lưu Phong mặc dù còn không biết bí mật phương pháp huấn luyện phượng vệ và hắc ám võ sĩ, nhưng mà đây cũng không phải vấn đề trọng yếu nhất. Điều chủ chốt là có thể nắm giữ được Tố Nương và Hắc Vân, làm cho cả hai toàn tâm toàn ý đi theo, trung thành cẩn cẩn với mình. Hắn thậm chí nghĩ đến việc có nên hay không nhờ Tuyệt Tình nghiên cứu một chút gì đan dược gì đó để có thể nhanh chóng gia tăng thực lực của hắc ám võ sĩ và phượng vệ. Nếu quả được như vậy, lực chiến đấu của thần thánh quân đoàn sẽ gia tăng vượt bậc. Tình hình thế cục hiện nay còn chưa rõ ràng, Lưu Phong cũng không có cơ hội tỏ rõ thân phận thật sự của mình cho lão hoàng đế biết được. Điều quan trọng trong tình thế bây giờ là hắn phải nhanh phát triển để thực lực cường đại hơn. Yến Vương và Hoàng Thái Tôn cũng không phải tay vừa, chẳng những tài lực vật lực hùng hậu, hơn nữa dưới tay còn có đại quân rất mạnh mẽ. Lưu Phong bây giờ phải nhanh chóng xây dựng quân đội, chuẩn bị đầy đủ hết tất cả. Đây là cơ hội, ta nhất định phải nắm bắt lấy, Lưu Phong tự nhủ với bản thân. Theo các hạng mục đã triển khai, nhưng mấy ngày nay Lưu Phong cũng chỉ lo tập trung tu luyện, gia tăng thực lực bản thân, chưa có điều kiện đi giám sát được. Ngay cả thời gian đi gặp Khuynh Thành cũng không có. Lúc này, các thế lực lớn cũng đứng ngồi không yên, ai cũng biết Lưu Phong này không phải người bình thường, nhìn hành động của hắn thì có thể đoán, hắn tựa hồ như muốn quăng một mẻ lưới, ổn định toàn bộ Phong Thành. Bọn họ rất rõ ràng với thế lực của Lưu Phong mà muốn thực hiện việc này, chắc chắn bọn chúng sẽ không còn đường sống. Bọn chúng tại Phong Thành này có thể kiêu căng, ngạo mạn, sống lâu như vậy rồi, ai cũng không muốn bị Lưu Phong trục xuất ra ngoài. Một số ít cường đạo đoàn nhị lưu đã cùng nhau cấu kết, hợp tác lại, chuẩn bị thời điểm thích hợp sẽ gây khó dễ cho Lưu Phong. Bọn chúng đoán phỏng chừng nếu có thể tập hợp lại khoảng 5-8 vạn binh lực, đối phó với Lưu Phong hẳn sẽ không có vấn đề gì. Ăn tối xong, Lưu Phong dẫn Khuynh Thành về phòng của mình. Lưu Phong cởi áo ngoài ra, tắm rửa một phen rồi nằm trên giường, ngụ ý bảo Khuynh Thành đấm bóp cho hắn. Tốt xấu gì nàng cũng là người hầu, cũng nên thực hiện đúng vai trò của mình đi nha. Khuynh Thành cố tình lấy lòng Lưu Phong, liếc nhìn hắn một cách vũ mị rồi cười cười, thậm chí chủ động cởi bỏ áo ngoài, chỉ để lại cái yếm và khố tam giác ở trong. Nhu thuận gì gối trên lưng Lưu Phong, khẽ nhếch cái mông đầy đặn của mình ngồi lên người hắn, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp hai vai hắn. Xoa bóp một hồi, Lưu Phong đột nhiên quay lại đổi thế, siết chặt lấy Khuynh Thành, làm cho bộ ngực nàng và hắn ma sát với nhau một trận, hưởng thụ cảm giác êm ái. Đang muốn hành động thêm một bước, lại thấy Khuynh Thành đột nhiên xuất thủy thủ sắc bén đầy hàn quang cầm trong tay, thì hết hồn vội vàng ngừng lại. Lưu Phong ca ca, người ta nói ngươi rồi mà, sờ thì có thể sờ nhưng không được ăn à. Khuynh Thành chu miệng nói với vẻ ủy khuất, người ta còn nhỏ nữa, không muốn còn nhỏ như vậy đã phải biến thành đàn bà, ta muốn là cô bé vui sướng. Lưu Phong hừ lên một tiếng, đôi mắt gắt gao nhìn thủy thủ chằm chằm, có chút giật mình. Trực giác nói cho hắn biết thanh chủy thủ này không phải đơn giản. Lần trước đâm hắn bị thương cũng chính là thanh chủy thủ này. Có điều cổ quái a, Lưu Phong thậm chí hiểu được thanh chủy thủ này hình như có linh tính. Ồ, Khuynh Thành, ta xem là nàng hiểu lầm rồi, ta không muốn cùng nàng làm chuyện đó. Nàng biết mà, ta có phu nhân rồi, ta sẽ không tùy tiện dính vào chuyện đó. Cảm giác hạ thể đầy lạnh lẽo, Lưu Phong vội vàng lộ vẻ tươi cười Khuynh Thành, thu chủy thủ lại. Cẩn thận kẻo không khéo lại làm ta bị thương, Khuynh Thành mờ ám cười cười. Nắm chủy thủ hoa hoa trước hạ thể Lưu Phong nói, Lưu Phong ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không thất thủ đâu. Bất quá ta phải nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám giả dối với ta, dám chắc chủy thủ trong tay của ta sẽ không tha đâu. Tặc nương bì này, đã biết ngươi không có hảo tâm mà, tìm cách tiếp cận ta, dám chắc có cái gì đó bí mật không thể nói ra mà. Lưu Phong vỗ vỗ ngực cười nói, ngươi yên tâm, ta là người đứng đắn, nghiêm chỉnh mà. Ngươi quên rồi, lúc trước ngươi chủ động câu dẫn ta, ta cũng đều không có chơi qua ngươi, huống chi bây giờ ta. Nhớ đến chuyện cũ, Khuynh Thành mặt mày ửng đỏ. Thật là sợ quá, bản thân mình đã tu luyện mị thuật của thánh giáo đến mức cao nhất rồi mà thiếu điều suýt chút nữa đã bị ác tặc này câu dẫn ngược lại. Chủ công, có chuyện xảy ra. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm đầy lo lắng của Diệp Văn Lý. Là Văn Lý sao?
ngươi vào đi. Lưu Phong nghe được hắn nói có chuyện gấp, vội vàng kêu hắn tiến vào. Diệp Văn Lý lập tức đẩy cửa vào, chứng kiến hai người chỉ đang mặc đồ lót, tư thế mờ ám, kỳ quái liền cảm thấy rất ngạc nhiên. Lưu Phong vội vàng khoát lấy cái mền phủ người Khuynh Thành lại, rồi lập tức hỏi, nhìn bộ dáng ngươi át hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi. Hồi bẩm chủ công, cách làng Yết khoảng 100 dặm là Cẩm La Trấn đã xảy ra bạo loạn. Dân chúng địa phương đột nhiên nổi dậy, giết chết gần 100 người của chúng ta và ra tay cướp đoạt tài sản, vật liệu. Cái gì? Lưu Phong nghe thế liền biến hẳn sắc mặt, chuyện xảy ra lúc nào? Hoa Cô vừa đưa tin tức tình báo đến. Diệp Văn Lý vội vàng nói, chủ công, người xem chuyện này nên giải quyết thế nào? Hoa Cô Tử nói, xung quanh của Cẩm La Trấn. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng lập tức hỏi, theo ngươi nên xử lý thế nào? Diệp Văn Lý suy nghĩ một chút rồi nói, căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, chúng ta nên dẹp loạn là chính, dù sao dân chúng cũng chỉ bị người ta lợi dụng. Nếu xuống tay, chỉ sợ không tốt. Trấn an thì có tác dụng gì? Lưu Phong suy nghĩ một chút, căm hận nói, nghe kỹ, ngươi nhanh chóng điều động binh lính, bằng mọi giá phải bình định bọn dân loạn này, đừng cho chúng tiếp tục nổi loạn. Diệp Văn Lý nao nao hỏi, ý của chủ công là dùng máu để trấn áp bọn chúng phải không ạ? Bọn chúng hơn phân nửa là dân chúng a. Dân chúng? Lưu Phong trong mắt nổi hàn mang, thân sắc hiện vẻ tàn khốc nói, thời buổi loạn thế phải dùng biện pháp tàn bạo, ta mặc kệ bọn chúng là ai, tóm lại nếu nổi loạn sẽ bị trừng phạt. Mặt khác nên trấn an để chúng không tạo phản. Ngươi bây giờ lập tức điều động đại quân đi làm đi. Ta sẽ phái Đan Hùng mang theo thần thánh quân đoàn hỗ trợ ngươi. Diệp Văn Lý nói, thủ bị quân sau sự bổ sung lần trước hiện đã có 6 vạn binh lực, lần này dân chúng tham gia bạo loạn có hơn 10 vạn người. Thuộc hạ dẫn 2 vạn đại quân đi chắc hẳn là không có vấn đề gì. Thuộc hạ tự tin trong vòng 3 ngày sẽ lập tức thái bình. Dừng một chút, Diệp Văn Lý lại nói một câu, chủ công, chẳng lẽ chúng ta thật sự sẽ hạ sát thủ với đám dân tay không tất sắt này hay sao? Lưu Phong lạnh lùng, giết thì sao, giết một cảnh cáo trăm, nói cho các huynh đệ biết, ngàn vạn lần không được mềm lòng. Mặt khác, ngươi nói cho Hoa Cô Tử, để cho nàng ta âm thầm truyền bá chuyện này lên. Nói rằng đại quân ta sẽ tắm máu những ai dám nổi loạn. Diệp Văn Lý hơi kinh hãi và kỳ quái, đàn áp kiểu này cũng quá tàn nhẫn a. Lưu Phong, tựa hồ nhìn ra tâm ý của Diệp Văn Lý, có chút không hài lòng, Diệp tướng quân, ngươi là quân nhân phải không? Diệp Văn Lý vội nói, chủ công, thuộc hạ hiểu ý người, người yên tâm, thuộc hạ biết nên làm thế nào. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu. Phong thành bị Hoa Hạ đế quốc bỏ hoang mấy năm rồi, dân chúng nơi này đã có thói quen vô chủ, lần này nổi loạn là chuyện sớm muộn mà thôi. Cho nên, chúng ta cần phải dùng thủ đoạn tàn bạo và như sét đánh ngang tai, phải nhanh chóng cho dân chúng cả Phong Thành thấy được ta không đùa. Sau khi bình loạn, nói Hoa Cô Tử dùng mạng lưới tình báo điều tra xem ai là chủ sử đứng sau vụ này, Lưu Phong nói một câu. Sau khi Diệp Văn Lý lĩnh mệnh rời khỏi, Khuynh Thành lấy tay bỏ mền ra nói, Lưu Phong ca ca, vị tướng quân kia tựa hồ không nghe lời ngươi a, không dám dùng biện pháp tàn bạo sao? Thật không bằng tổ chức hắc ám của thánh giáo chúng ta a. Phải biết rằng chúng ta có tổ chức hắc ám chuyên dùng thủ đoạn lăng trì, trừ cân, dịch cốt. Chờ cho đến khớp xương nào cũng bị sai khớp, thì người bị hành hình mới có thể chết được. Lưu Phong hơi nhíu mày nói, ngươi chỉ là một nữ hài nhi, sau này không nên nói đến chuyện này. Ai mượn ngươi quản ta? Khuynh Thành liếc mắt nhìn Lưu Phong, bạo dạn gỡ áo ngực xuống, nâng bộ ngực lên trước mặt Lưu Phong, dán sát vào mắt hắn. Diệp Văn Lý đem thủ bị quân và thần thành quân đoàn của Đan Hùng ngày đêm cấp tốc hành quân. Trước bình minh đã đến Cẩm La Trấn. Lúc này, một trường chiến đấu đẫm máu đã mở ra. Dựa theo chỉ thị của Lưu Phong, hai đại quân đoàn sau khi đến điểm bạo loạn, trực tiếp triển khai hành động đồ sát tuyệt tình. Trong vòng nửa ngày, Cẩm La Trấn đã có 5.000 dân địa phương bị giết chết, hơn nữa giết chóc còn chưa chấm dứt. Trận huyết chiến tàn khốc đã nhanh chóng thu được hiệu quả. Sau khi huyết tẩy Cẩm La Trấn xong, dân chúng nổi loạn tại mấy thành phụ cận không đợi đại quân của Diệp Văn Lý và Đan Hùng đến đã lựa chọn đầu hàng rồi, chẳng những đem những vật tư đã cướp đến, lại còn hiến thêm một số tiền tài. Rất lớn. Đương nhiên, chuyện này đối với Lưu Phong mà nói không phải là chuyện tốt. Huyết tẩy mặc dù trấn nhiếp được dân chúng, nhưng cũng làm cho dân chúng sinh hận đối với Lưu Phong. Sau khi thấy thành quả, đại đa số dân chúng thậm chí đã gán cho Lưu Phong biệt danh đồ phủ. Đối với ảnh hưởng tiêu cực này, Lưu Phong đã lường trước rồi.
Bất quá dưới tình huống này, hắn cũng không thụ nổi, với ảnh hưởng của lần này, nhanh chóng sẽ làm cho chính sách thân dân tan thành mây khói. Trấn áp vừa qua đi, Hoa Cô Tử đã sử dụng mạng lưới tình báo tìm ra những tên chủ sử đứng phía sau. Đứng sau vụ bạo loạn này, đúng là những nhân vật, các thế lực bị Lưu Phong uy hiếp tại Phong Thành. Lưu Phong âm thầm ghi nhớ tên sáu của những bọn đó, chỉ chờ sau khi thế lực từng bước lớn mạnh, sẽ tiêu diệt sạch bọn chúng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đạo mắt một cái, ước định của Lưu Phong và Lão Hoàng đế đã đến. Mặc dù bản thân Lưu Phong không ở Kinh Đô, nhưng mà chuyện tiền bạc hắn đã sớm an bài xong cả. Căn cứ vào thống kê tài vụ của Thiên Thượng Nhân Gian, sự thật là trong nửa năm này, THEI-6N Thượng Nhân Giang tại Kinh Đô tổng thu vào cũng không đạt đến con số này. Cũng may, Lưu Phong đã sớm chủ bị, điều động ngân lượng bổ sung từ Giang Nam để bổ vào chỗ còn thiếu. Lão Hoàng đế sau khi thu được ngân lượng trong lòng rất mừng rỡ, thầm cảm ơn Lưu Phong. Thậm chí từ trong quân đội Hoàng Thành lấy ra thêm 10.000 tướng sĩ bổ sung cho quân đội cho Phong Thành nghe thường thấy thuộc hạ của Lưu Phong triển khai đổ sát. Trong lòng có chút bất mãn, nhưng mà tĩnh tâm nghĩ kỹ lại, từ từ chuyển sang trạng thái lo lắng. Trong thời điểm loạn thế này, cũng không thể không làm thế được. Bất quá, nhìn Lưu Phong biến thành như bây giờ trong lòng nàng cũng còn có chút khó chịu ngẫm lại năm đó Tàng Từ Tuyết Sơn cứu sống Lưu Phong. Chứng kiến hắn từ nhỏ lớn lên, bệnh hoạn yếu đuối, hiền lạnh nhu thuận. Lúc ấy Nghê Thường thậm chí suy nghĩ để cho hắn giống như người bình thường, sống yên ổn cả đời. Ai có ngờ đâu sau khi vượt qua cơn bệnh nặng, hắn đã thay đổi, biến thành con người thông minh, mạnh mẽ hẳn lên. Khi đó Nghê Thường hiểu rằng tương lai đứa trẻ này không tầm thường. Sự thật đã chứng minh Lưu Phong quả thật là người phi thường, chỉ vài năm ngắn ngủi như vậy đã phong sanh thủy khởi. Chẳng những tu vi tiến triển cường đại, hơn nữa năng lực tại các phương diện khác cũng ngày càng rõ ràng. Nghê Thường không biết nên vì Lưu Phong mà cao hứng hay là... Tóm lại, Nghê Thường càng lúc càng hiểu được trên người Lưu Phong ẩn chứa rất nhiều bí mật. Có đôi khi nàng muốn tìm Lưu Phong nói chuyện thân mật một chút để tìm hiểu bí mật của hắn. Cứ tiến triển theo sự theo dõi sát sao của Nghê Thường đối với Lưu Phong, bất giác nàng đối với Lưu Phong sinh ra một loại tình cảm khác lúc nào không biết. Nghê Thường không biết nên nói là yêu hay không. Đó là một loại cảm giác rất mâu thuẫn mà lại rất rõ ràng. Phong Nhi, ngươi nói ta hẳn phải làm sao đây? Nghê Thường có chút thở dài, ngước đầu lên nhìn ánh trăng giữa bầu trời cao, trong lòng hỗn loạn. Lưu Phong ca ca, ngươi có khách đến thăm à? Khuynh Thành hướng Lưu Phong đi đến, thanh âm rất ngọt ngào nói. Khách ư? Lưu Phong ta tại Phong Thành này còn chưa có bằng hữu nào à? Lưu Phong thầm nhủ, đột nhiên nghĩ đến, có phải là Tam Sư Tôn đến hay không? Đi đến phòng khách, Phó Lưu Vân và mấy đại hán đang ngồi nói chuyện, thấy Lưu Phong đến, mấy người đồng thời đứng dậy, xin ra mắt chủ công. Hắc Vân, không nghĩ ngươi cũng tới rồi. Lưu Phong mừng rỡ quá nói, thật không nghĩ các ngươi tới nhanh như vậy. Khuynh Thành, dặn bảo nhà bếp mang rượu và thức ăn ra đây. Lưu Phong mấy ngày nay đang chủ tính nhanh chóng kiến thiết thần thánh quân đoàn, hắn nói Hoa Cô Tử nhanh bảo Tố Nương, Hắc Vân và Thiên Đại nhanh chóng đến đây, vốn tưởng rằng phải mất vài ngày thời gian, không nghĩ Hắc Vân và Thiên Đại đã đến trước rồi. Khuynh Thành liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, trong lòng căm hận thầm nghĩ, xú tiểu tử, ngươi tưởng ta là nha đầu của ngươi sao? Oán giận thì oán giận, Khuynh Thành cuối cùng vẫn đi làm. Vì mục đích của bản thân, Khuynh Thành phải đối với Lưu Phong trăm điều nhu thuận. Ngày đó nàng hoa ngôn xảo ngữ với Lưu Phong cũng có một chút là thật. Nếu nàng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ câu dẫn Lưu Phong, địa vị của nàng tại Thánh Sơn sẽ gặp nguy cơ à. Cho nên, nàng vì tương lai bản thân, tiền đồ của mình, tất cả đều ra quyết định thủ quyết Lưu Phong. Nói nhanh lên, các ngươi lần này mang đến bao nhiêu hắc ám võ sĩ? Lưu Phong vội vã hỏi. Đánh một trận tại Bàn Long Trấn, Lưu Phong đã thấy được rõ ràng ưu thế của hắc ám võ sĩ và phượng vệ tại chiến trường. Cho nên hắn cực kỳ hy vọng có thể tạo nên một đạo thần thánh quân đoàn với quy mô và cường độ lớn hơn thế nữa. 500 người vừa đến, mặc dù tác chiến tương đối cường hãn, nhưng mà nếu gặp phải trọng kỵ binh có quy củ, chính là cũng khó lòng thủ thắng. Ít nhất đã 10 lần gặp trọng kỵ binh đều có thể khiến cho 500 binh sĩ này gặp phải nguy hiểm. Hắc Vân vội vã nói, chủ công, thuộc hạ đã triệu tập tất cả hắc ám võ sĩ tại Kinh Đô đến đây, tổng cộng có 500 binh lính. Nhưng bọn chúng trước mắt chỉ có thực lực là sơ cấp mà thôi, sợ rằng không có dụng ích gì nhiều. Không sao, không sao, đủ dùng rồi.
Địch nhân bọn họ cũng chỉ là tướng sĩ bình thường, không phải tu chân, cho nên chỉ cần hắc ám võ sĩ sơ giai cũng đủ dùng rồi. Sự thật thì trong thời gian ngắn như thế cũng chỉ có thể huấn luyện ra hắc ám võ sĩ sơ giai mà thôi. 500. Không đủ. Lưu Phong phỏng chừng khi Tố Nương đến, phỏng chừng cũng chỉ có thể dẫn theo 500 binh sĩ nữa mà thôi. Chủ công, bệ hạ trích từ quân đội bảo vệ hoàng thành ra 10.000 tướng sĩ cấp cho phong thành chúng ta. Diệp Văn Lý hưng phấn nói, vương đại nhân đang đích thân lựa chọn 10.000 tinh nhuệ, hơn nữa được trang bị vũ khí thượng đẳng. Lưu Phong vui mừng, lão hoàng đế xem như cũng không tệ, không có qua cầu rút ván. Bất quá ngẫm lại cũng đúng a, 600.000 lạng bạc, lợi ích cực khổ làm hơn nửa năm trời toàn bộ bị lão hoàng đế lấy đi. Trong đêm mọi người cùng bàn luận, làm sao kiến thiết phong thành, mọi người đều đề ra những ý kiến rất hay. Lưu Phong cho rằng có khả năng làm được, hạ lệnh lập tức tiến hành. Đặc biệt là việc huấn luyện thần thành quân đoàn, đó là trọng điểm nhấn mạnh. Thời điểm loạn lạc này, chỉ có thế lực cường đại mới có thể xưng vương xưng bá được. Trước mắt chuyện lớn nhất của phong thành là vấn đề nhân khẩu. Diện tích phong thành so với Giang Nam còn lớn hơn, nhưng mà dân số không bằng 1/10 Giang Nam. Hơn nữa đất đai cũng nghèo nàn, các loại thực vật canh tác cho năng suất rất thấp, đại bộ phận dân chúng cũng không có. Cách nào có thể giải quyết được? Tỷ lệ tử vong ở đây cũng không phải thấp a. Lưu Phong vốn muốn hạ lệnh cho dân chúng phong thành trồng các loại thổ đậu và khoai tây kinh nghiệm về kiến thức nông nghiệp ở kiếp trước cho hắn biết. Các loại thổ đậu và khoai tây vốn yêu cầu về thổ nhưỡng rất thấp, rất dễ trồng và thu hoạch, cho nên mới nghĩ đến cho dân chúng phát triển loại này. Nhưng mà mất nửa ngày sau mới biết, thì ra thời đại bây giờ còn không có thổ đậu và khoai tây hai loại nông phẩm này. Bất đắc dĩ lắm, Lưu Phong không còn cách nào hơn là tổ chức từ kinh đô mang đến nhiều loại hạt giống, tích cực trồng thử, mặt khác tận lực cải thiện điều kiện thổ nhưỡng, khai khẩn đất hoang. Đồng thời hắn cho Hoa Cô Tử truyền tin cho Vương Bảo Nhi, kêu hắn báo cho Alice, Barbara hỏi xem nước Ái Nhĩ Lan của bọn họ có hay không có thổ đậu và khoai tây, hai loại nông phẩm này. Nếu có, nhất định phải nghĩ phương pháp mua một ít về đây. Chỉ cần phần lớn diện tích phong thành được dân chúng trồng hai loại vật thực này, Lưu Phong tin tưởng tối thiểu sẽ đảm bảo vấn đề lương thực cho dân chúng. Cùng lúc đó, Lưu Phong phát ra ý nghĩa thực tế của chính sách thân dân, tức là tất cả dân chúng ở tại phong thành đều được binh lính phong thành và thần thánh quân đoàn bảo vệ. Hai đại quân đoàn này bằng mọi giá phải dẹp hết bọn cường đạo đoàn, đạo tặc đoàn, bảo vệ phạm vi lãnh thổ, vì dân chúng tạo ra một cuộc sống an cư, lạc nghiệp. Lưu Phong hứa rằng, bắt đầu kể từ ngày hôm nay cho đến 2 năm sau, dân chúng trong phong thành không cần phải nộp bất kỳ khoản thuế má nào. Lệnh vừa phát ra, Lưu Phong lập tức hạ lệnh cho Hoa Cô Tử cho toàn bộ nhân viên tình báo truyền tin khắp phong thành. Trong 10 ngày sau đó, dân chúng trong phong thành chứng kiến Lưu Phong đích thân tuyên bố chính sách thân dân. Đồng thời thần thánh quân đoàn và quân thủ bị cũng bắt đầu kế hoạch diệt trừ tiểu phỉ. Trong vòng 10 ngày, liên tục tiêu diệt 5 cường đạo đoàn, hơn nữa còn thu được các tài sản, vàng bạc mà bọn chúng cướp bóc được từ dân chúng. Lưu Phong nhân cơ hội cho nhân viên nằm vụng khắp phong thành tán tụng công đức của thần thánh quân đoàn, tán tụng thiện tâm của chủ công Lưu Phong. Dần dần, dư luận đã đi theo hướng tích cực, ảnh hưởng từ trận đồ sát tại Cẩm La Trấn đã ngày càng giảm bớt. Sau đó vài ngày, Lưu Phong lại ban phát công cáo mới nhất. Trong công cáo nói đến việc bắt đầu hôm nay sẽ tiến hành quản lý hộ tịch đối với cư dân phong thành. Đối với dân cư sống trong phong thành phải đăng ký hộ khẩu, sau khi thông qua kiểm tra, sẽ phát một chứng từ để đại biểu cho thân phận. Có kiện chứng từ này, sẽ có quyền lợi hợp pháp tại phong thành. Phàm dân chúng có được quyền lợi hợp pháp tại phong thành, đều được Tổng đốc Phủ cung cấp cho một nhóm giúp họ phát triển mọi thứ, từ đất đai đến tu sửa nhà cửa, tất cả đều được trợ giúp và hỗ trợ. Công cáo sau khi phát ra khiến cho phong thành có ảnh hưởng rất lớn, cơ hồ dân chúng tại 7 thành nhất thời đều tung hô Lưu Phong là đấng Bồ Tát cứu thế. Cuộc sống như vậy chính là điều mà dân chúng bấy lâu nay từng chờ đợi, nhất là tại địa phương quan viên bất lực, cường đạo cướp bóc đầy rẫy như thế này, dân chúng càng lúc càng hoan hô. Một số người thậm chí còn tung hô Lưu Phong vạn tuế. Cùng lúc đó, Lưu Phong cho tổ chức tình báo cũng loan báo tin tức tại các thành thị phụ cận phong thành về chính sách thân dân và các công cáo hiện nay. Một số lưu dân, nạn dân nghe được thông cáo này đều gia nhập phong thành. Quan viên các địa phương đó vốn phát sầu về chuyện nạn dân và lưu dân, nay thấy dân chúng chủ động bỏ đi, trong lòng rất là vui mừng. Một số ít quan viên thậm chí còn cấp cho nạn dân một chút lộ phí để họ đi khỏi địa phương mình,
đến gia nhập Phong Thành. Kể từ đó, dân chúng Phong Thành mỗi ngày gia tăng một nhiều. Đối với các nạn dân và lưu dân đến từ các nơi, Lưu Phong cũng không có kỳ thị bọn họ, cũng y luật đăng ký kiểm tra. Phàm thông qua kiểm tra, toàn bộ đều được cấp chứng minh thân phận, chính thức hưởng các đãi ngộ của cư dân Phong Thành. Đương nhiên, còn có ngoại lệ. Luật không thu nhận quỷ tử và bổng tử, cho dù ngươi có thành tâm cỡ nào, có đáng thương, bi thảm cỡ nào, tóm lại đều không thu nhận. Các đại thế lực tại Phong Thành thấy thực lực của Lưu Phong ngày càng lớn mạnh, trong lòng không phải không lo, nhưng mà ai cũng không dám tự đi tìm chết, ai dám mang binh trực tiếp tiến đánh Lang Yết chứ. Ngay lúc bọn họ không thể nhẫn nại thêm nữa, chuẩn bị liên hiệp đứng lên làm khó Lưu Phong, đột nhiên nhận được một bức thư đe dọa. Trong thư nói rõ nếu bọn họ dám làm khó dễ Lưu Phong, chắc chắn tính mạng khó giữ. Mới đầu mọi người đối với phong thư này cũng không quan tâm, nhưng mà sau khi ba cường đạo đoàn chết đi, đám còn lại mới biết được lá thư này không phải chỉ có hăm dọa suông. Cứ như vậy, việc liên thủ của bọn thổ phỉ cứ như thế mà thất bại, chấm dứt. Đương nhiên, chuyện còn chưa chấm dứt như vậy. Phỉ thủ tuyệt đối sẽ không cho phép thế lực Lưu Phong ngày càng lớn mạnh, điều này ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng. Bọn họ không hy vọng Phong Thành ngày càng trật tự, cái bọn họ cần chính là sự hỗn loạn của Phong Thành. Phù Tang cường đạo đoàn vốn đối với cái chết của tiểu thư Nhất Lang dự định sẽ triển khai hành động trả thù với quy mô lớn, nhưng đột nhiên thu được mệnh lệnh từ trong đế quốc, không được vọng động. Vì thế bọn chúng không thể làm gì khác hơn là tạm thời án binh bất động chờ mệnh lệnh. Không giống các thế lực khác, cường đạo đoàn Phù Tang cũng đều do vương quốc Phù Tang hậu thuẫn. Trên thực tế cường đạo đoàn Phù Tang chính là quân đội chính quy của vương quốc Phù Tang. Do đó thế lực của cường đạo đoàn này cũng mạnh mẽ vô cùng, chiến đấu lực vô cùng cường hãn. Vũ Quy và Lý Chân Ái hộ tống Cao Lệ Tam Vương tử trở về, vừa đúng lúc đi ngang qua Phong Thành truyền ra tin tiểu thư Nhất Lang đã bỏ mạng. Biết được chủ của Phong Thành là Lưu Phong liền vội vàng thượng thư đề nghị Thiên Hoàng ước thúc bọn cường đạo đoàn tại Phong Thành tạm thời không được vọng động, coi thường Lưu Phong. Lưu Phong không phải là tay dễ đối phó. Cứ thế, Phong Thành thu hút các nạn dân, lưu dân khắp các nơi, dân cư nhanh chóng gia tăng. Một ít thương gia ngửi được cơ hội mới, liền tiếp cận Tổng đốc Phong Thành, hy vọng có thể lấy quyền kinh doanh hợp pháp tại Phong Thành. Tổng đốc phủ đối với những việc như vậy tất nhiên rất hoan nghênh, hơn nữa đã ban hành chính sách khuyến khích việc phát triển kinh doanh tại Phong Thành. Hết thảy mọi việc đều y theo dự tính của Lưu Phong mà tiến hành. Một Phong Thành đầy tử khí ngày xưa đã dần phát ra sức sống. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi có không 3 tháng, dân số đã gia tăng hơn 5 vạn, hơn nữa ngày càng nhiều thương nhân, lưu dân, nạn dân thậm chí có một ý nông dân mất đi đất đai đều đến gia nhập. Vì để cho những người này thuận lợi đi đến Phong Thành, Lưu Phong thậm chí phái ra một đội thủ bị quân một lần nữa dọn sạch sẽ đường đi. Hơn nữa lại thiết lập các dịch trạm để có thể nắm được tình huống nhanh chóng và hy vọng có thể trợ giúp dân chúng và cư dân Phong Thành. Bất quá, có một việc vẫn còn tạo áp lực cho Lưu Phong. Phạm vi cách đại đô thị Thị Lang Yết khoảng 20 dặm, xung quanh vẫn có quỷ hồn xuất hiện, hơn nữa số lượng rất đông đúc ngoài sự tưởng tượng của hắn. Hắn dự định có thời gian thích hợp, dẫn Đan Hùng, Hắc Vân, Thiên Đại, Tố Nương cùng nhau đi xem một chút, để xem có biện pháp hữu hiệu nào giải quyết hay không. Đám quỷ hồn này không trừ, Phong Thành vĩnh viễn cũng không thoát khỏi cái tên Tử Thành. Chỉ là Tố Nương còn chưa đến, còn phải đợi vài ngày nữa. Vừa nhắc đến Tố Nương, Lưu Phong trong lòng có chút mong nhớ nàng. Thục phụ tu chân này, đã lâu không thưởng thức nàng ta rồi. Còn tiểu bì nương Khuynh Thành kia, mấy ngày nay cũng đã làm cho hắn bốc lửa rồi. Tố Nương tỉ tỉ, nàng cần phải đến sớm một chút à. Theo sự phát triển của Phong Thành, một loạt vấn đề cũng dần dần nảy sinh. Rõ ràng là do thuộc hạ của Lưu Phong còn quá ít, vấn đề chủ yếu là nhân tài. Vì thế Lưu Phong sau khi cẩn thận suy xét, liền triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân tài, phàm là cư dân hợp pháp của Phong Thành. Tuổi dưới 50 đều có thể báo danh tham gia thi tuyển nhân tài do Tổng đốc phủ đích thân giám sát, kiểm tra. Sau khi thi đỗ kỳ sát hạch, sẽ được bồi dưỡng, tập huấn tại Tổng đốc phủ một tháng. Sau khi tập huấn xong, căn cứ vào thực lực và ý nguyện sẽ phân phối đi các bộ phận quan viên khác nhau. Lệnh vừa phát ra sẽ thu hút được một lượng lớn nhân tài, nhưng mà vẫn còn chưa giải quyết được hoàn toàn nguy cơ. Đầu tiên, kỳ đề tuyển nhân tài này không có kiểm nghiệm mức độ trung thành, cho nên cũng không thể ủy phái cương vị, trọng yếu. Tiếp theo, năng lực của những tài năng này cũng không phải quá kiệt xuất. Cuối cùng, theo như đề nghị của Diệp Văn Lý,
Lưu Phong chuẩn bị thăm viếng những cao nhân đang ẩn cư tại Phong Thành. Căn cứ theo lời Diệp Văn Lý, tin tức tình báo của Hoa Cô Tử cho biết các cao nhân ẩn cư tại Phong Thành này số lượng cũng không ít. Những người này đều từng một thời là nhân vật làm mưa làm gió tại Phong Thành, sau vì bất đắc chí hoặc là có tài mà không được dụng, uất ức cả đời, buồn bã thối lui, ẩn cư tại Phong Thành. Hôm nay, Lưu Phong cũng mang theo một tiểu đội 20 khinh kỵ binh, chuẩn bị đến Thiên Bảo Trấn, mời một vị tiền bối rời núi. Thiên Bảo Trấn nằm tại phía nam Lang Yết, phía đông giáp núi cao hình thành nên một đại bình chướng, phía tây có một con sông lưu lượng nước không nhỏ chảy qua. Bên kia dòng sông chính là hoang mạc hoang vu, nơi này cũng là nơi phản đạo và cường đạo thường xuyên lui tới. Nơi này địa thể hiểm trở, dễ thủ khó công, thuộc lại trọng trấn quân sự. Trước đó vài ngày, Diệp Văn Lý đã phái 5.000 quân bộ binh ngày đêm cố thủ ở chỗ này. Không giống như cảnh đổ nát lúc trước tại Lang Yết, kiến thiết của Thiên Bảo Trấn này coi như cũng không tệ, bốn phía đều có tường cao. Trên tường thành mỗi khoảng cách đều có lầu quan sát để cho thủ bị quân của Phong Thành có thể trải ra khắp nơi, quan sát được từ phía. Lưu Phong trong lòng âm thầm than thở, phòng ngự của Thiên Bảo Trấn coi như không tệ. Bất quá Lưu Phong cũng không có tâm tư quan sát nơi này nhiều lắm. Sau khi tiến vào trấn, lập tức thống lĩnh quân tình báo, mang nhân mã đi thẳng đến một căn nhà mục nát. Căn cứ vào tin tức tình báo, chủ nhân nơi này tên là Thái Vĩ Bác, từng là tổng đốc phủ đầu tiên của Phong Thành do Hoa Hạ đế quốc cử đến. Phong Thành dưới tay hắn, thậm chí có được thời gian huy hoàng tuy ngắn ngủi, chỉ là sau đó hắn bị triều đình bãi miễn, không cho hắn lãnh đạo nữa, Phong Thành cũng dần dần đi xuống. Mà Thái Vĩ Lạc sau khi mất chức tổng đốc, cũng tâm cho ý lạnh, thậm chí không muốn quay về Hoa Hạ đế quốc. Buồn bực không thôi, thành ra bộ dáng như bây giờ, cùng với dân chúng hỗn loạn của Phong Thành ở chung một nơi. Lưu Phong cẩn thận nghiên cứu tình huống Thái Vĩ Bác tiếp nhận Phong Thành lúc đó, so với bây giờ kỳ thật cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Cho nên hắn biết được người này quả thật có bản lãnh. Đối với một nhân vật như vậy, Lưu Phong tự nhiên không buông tha. Các ngươi tìm ai? Gõ cửa nửa ngày, cửa phòng rốt cuộc cũng mở. Bên trong một lão đầu khoảng 60 tuổi, vóc người rất cao nhưng mà lại ốm dị thường. Quần áo lam lũ, cả người toát ra một mùi thúi, mái tóc dài đóng bợn vì lâu quá không tắm, chậm chạp bước ra. Bất quá ánh mắt người này hết sức lợi hại. Xin chào. Ta là chủ công tân nhiệm của Phong Thành, cũng là hầu tước đế quốc, ta đến trước hết là thăm ngươi. Lưu Phong cũng không hiểm xú khí trên người. Thái Vĩ Bác mà khinh thị hắn. Thái Vĩ Bác tựa hồ biết Lưu Phong, hắn ngước đầu lên cẩn thận nhìn Lưu Phong một hồi, rồi mới mở miệng nói, đại chiến tại Bàn Long Trấn là do ngươi chỉ huy sao? Lưu Phong mỉm cười, đúng vậy, chỉ là chuyện mọn mà thôi, ngươi tìm ta có việc gì không? Thái Vĩ Bác ra bộ dáng cự tuyệt người cầu từ vạn dặm, ngôn ngữ đầy vẻ trào phúng. Hạng quý tộc như ngươi vậy làm sao lại ủy khuất đến chỗ này gặp ta, chẳng lẽ ngươi không sợ mùi thúi trên người ta hay sao? To gan, ngươi không muốn sống sao? Một tên tiểu đầu mục quát lên một tiếng. Lưu Phong trừng mắt tức giận nhìn tiểu đầu mục quát, không được vô lễ với Thái tiên sinh. Các ngươi lui ra sau, ta có lời muốn nói với Thái tiên sinh. Thái tiên sinh thấy thế, bất giác trong lòng cũng đánh ra Lưu Phong cao hơn vài phần. Thái tiên sinh, Diệp Văn Lý và Phó Lưu Vân hẳn là ngươi biết chúng, ta nơi này có một phong thư của hai người bọn chúng. Mời ngươi xem qua. Lưu Phong hai tay cung kính dâng lên lá thư. Chương 536, nhân tài ổn định, Hoàng Thái Tôn hoang dâm. Tần Vĩ Bác thoáng do dự một chút, đưa tay tiếp nhận lá thư, lúc này không thèm để ý đến Lưu Phong, chỉ chăm chăm đọc bức thư. Sau khi đọc xong, chỉ thấy trong ánh mắt hắn thoáng nhiều nét phức tạp, đắn đo. Lưu Phong cười thầm, biết hắn đã động tâm rồi. Lưu Phong cười hì hì nói, Tần tiên sinh, ta có thể nói chuyện với ngươi không? Nơi này là chỗ nghèo hèn, nhưng Lưu Phong đến đây đã khiến cho đông đảo người hiếu kỳ đến xem thử. Tần Vĩ Bác không biết vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, thấp giọng nói, nếu ngươi không phòng ta hôi hám, thì ngươi tiến vào đi. Lưu Phong dặn dò thuộc hạ kiên nhẫn chờ đợi, bản thân mình đi vào phòng Tần Vĩ Bác, không đợi Tần Vĩ Bác mời, hắn đã tự mình kiếm một cái ghế rồi ngồi xuống. Ông trời làm chứng, Lưu Phong hai kiếp làm người vẫn là lần đầu tiên gặp qua một cái phòng hôi hám mãnh liệt như thế này. Đương nhiên, vì quyết tâm thu phục nhân tài này, nên mùi xú thối này cũng không coi ra gì. Lưu Phong phòng bế hô hấp, với một gã tu chân nguyên anh kỳ như thế này,
phong bế hô hấp trong một khoảng thời gian ngắn cũng không phải là một việc gì quá khó. Tần Vĩ Bác thấy Lưu Phong sau khi tiến vào phòng mình vẫn đang có bộ dáng thản nhiên, cười cười như thế, trong lòng hắn thầm nghĩ người này quả thật bất phàm, quả nhiên là người phi thường. Dĩ nhiên, hắn không biết giờ phút này Lưu Phong căn bản là không có hít thở. Tần tiên sinh, mục đích ta đến đây chắc ngươi cũng biết rồi, chẳng biết ý ngươi như thế nào. Lưu Phong ngồi xuống liền trực tiếp hỏi thẳng. Tần Vĩ Bác thanh âm lạnh lùng nói, điều kiện quả thật rất dụ hoặc, chỉ là ta đã già rồi, cái gì cũng làm không nổi nữa. Tần Vĩ Bác quả thật có chút động tâm, nhưng mà nếu hắn hạ quyết tâm đi theo Lưu Phong thật là có chút khó khăn. Nói cho cùng, hắn đối với triều đình Hoa Hạ đế quốc đã tâm tàn ý lạnh. Rồi, năm đó hắn từng thề độc rằng sẽ quyết chí làm nên một đại sự nghiệp tại Phong Thành. Nhưng mà bởi vì đắc tội với gian thần, khiến cho giấc mộng của hắn tan theo dòng nước, 10 năm khổ ải triền miên. Hắn sợ lần này sau khi rời núi, lại một lần nữa gặp nạn tiếp, hắn nghĩ lần này bị nữa thì có lẽ sẽ không chịu nổi đả kích như thế. Lưu Phong điềm nhiên nói, Tần tiên sinh, ta lần này thành tâm thành ý mời ngươi rời núi. Ta biết ngươi là người có lý tưởng vĩ đại, là người để làm đại sự. Ta bây giờ có thể tạo mọi cơ hội cho ngươi, để ngươi phát huy, thi triển tài hoa. Tần Vĩ Bác lạnh lùng cười nói, ngươi có thể cho ta cơ hội gì? Ngươi thủy chung cũng chỉ là hầu tước của Hoa Hạ đế quốc. Trong tương lai, chỉ cần bệ hạ hạ một đạo thánh chỉ là ngươi có thể làm gì nữa. Lưu Phong đầu tiên ngẩn người ra nhưng sau đó lập tức cười ha hả nói, ta hiểu ý của ngươi rồi. Bất quá xin ngươi yên tâm, Phong Thành này bây giờ là đất của ta, hơn nữa còn hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của ta. Cho dù bệ hạ có hạ lệnh thu hồi, ta cũng không buông bỏ. Hơn nữa, ta xin ngươi hãy tin tưởng, bệ hạ sẽ không ngu xuẩn ban bố mệnh lệnh như thế đâu. Có lẽ đến bây giờ hắn vẫn còn nghĩ rằng nơi này là tử địa Phong Thành vốn chính là vùng đất chết mà. Nói nó là tử địa cũng chẳng sai. Tần Vĩ Bác u vấn hỏi hầu tước đại nhân, ngươi nghĩ là trên thế giới này có quỷ ma không? Việc này còn phải hỏi hay sao? Tiểu Thiến không phải là quỷ hay sao? Lưu Phong cười nói, đương nhiên có, hơn nữa ta đã thấy qua rừng một chút. Lưu Phong nói, ta biết ngươi muốn nói gì, nơi này từng là một cỗ chiến trường, xung quanh lang yết có oán khí rất lớn. Ngươi yên tâm, việc này ta sớm muộn cũng nghĩ đến biện pháp giải quyết. Ta sẽ làm cho Phong Thành biến thành một thành thị phồn hoa. Tần Vĩ Bác kinh hãi, có chút ngoài sức tưởng tượng, vội vàng hỏi, ngươi nói là ngươi có biện pháp giải quyết quỷ hồn. Phong Thành sở dĩ trở thành tử địa, chế ước lớn nhất là do cổ chiến trường xưa kia có lưu lại quỷ hồn. Những quỷ hồn này không ngừng hấp thu linh khí, phá phách khắp nơi, làm cho một vùng đất Phong Thành biến thành bộ dạng sơ xác như ngày hôm nay. Tần Vĩ Bác cũng từng nghĩ đến biện pháp giải quyết, thậm chí đã đi tìm cao nhân để làm phép, ý đồ muốn siêu độ những vong linh này, nhưng mà cuối cùng vẫn thất bại. Không sai, ta đích xác là có biện pháp. Lưu Phong thành thật trả lời. Tần tiên sinh, chi bằng ngươi bây giờ theo ta đi lang yết đi. Lưu Phong nhân cơ hội liền nói. Tần Vĩ Bác lắc đầu theo phản xạ, kỳ thật Phong Thành có Diệp Văn Lý và Phó Lưu Vân đã đủ lắm rồi, ta đã già rồi, cho dù có đi cũng không giúp gì được nhiều lắm. Tần tiên sinh lại khách khí rồi, ngươi tài hoa như thế, cho dù là Diệp Văn Lý hay Phó Lưu Vân cũng tự thẹn không bằng ngươi. Lưu Phong tiếp tục nói, xin ngươi hãy tin tưởng ta, ta đích xác muốn làm một phen đại sự. Ta biết ngươi bởi vì đắc tội với bọn quý tộc, gian thần của đế quốc mà trong lòng không yên. Ta có thể nói cho ngươi biết, chuyện như thế tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Phong Thành này bệ hạ đã hạ chỉ ban cho ta, chính là thuộc sở hữu của ta, tương lai cho dù bệ hạ muốn lấy lại, cũng không thể nào được. Tần Vĩ Bác hít một hơi, không biết lời này của Lưu Phong là thật hay giả. Nếu thật như lời hắn nói, thật là một cơ hội quá lớn. Có thể cho ta suy nghĩ lại không? Tần Vĩ Bác thoáng do dự, hay là ngươi về trước đi, chờ ta nghĩ thông suốt, sẽ đích thân đến tìm ngươi. Lưu Phong cũng không đứng dậy, cười nói, Tần tiên sinh, nói thiệt cho ngươi biết, ta không có nhiều thứ cho ngươi, cũng không có nhiều thời gian chờ đợi. Kiến thiết Phong Thành bây giờ đã đến thời khắc quyết định, cũng là thời gian cần nhân tài cấp thiết nhất, hy vọng ngươi đừng chối từ. Lưu Phong hứa hẹn nói, băn khoăn trong lòng ngươi ta cũng hiểu rất rõ, ta có thể bảo đảm với ngươi, trên ngươi ta, một điểm băn khoăn như thế cũng không tồn tại. Đi theo ta, ngươi muốn thi triển tài hoa thế nào, cũng sẽ không bị hạn chế. Tần Vĩ Bác nghe thế, trầm tư trong chốc lát, tựa hồ hiểu ra được một chút, đột nhiên hỏi, ngươi có dã tâm lớn thế sao? Lưu Phong thản nhiên thừa nhận, không sai, nếu không có dã tâm,
ta cần gì phải cống hiến cho bệ hạ 600 vạn lạng bạc? Nếu không có dã tâm, ta cần gì phải phí tâm lực để kiến thiết Phong Thành? Tần Vĩ Bác hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ không sợ ta mật báo triều đình sao? Tần tiên sinh, kỳ thật chúng ta cùng một loại người, ngươi cũng là người có dã tâm, chỉ là ngươi không có cơ hội thực hiện mà thôi. Bây giờ, ta đến là để cho ngươi cơ hội, Lưu Phong điềm nhiên nói. Tần Vĩ Bác hừ nói, không sai, ta có dã tâm, nhưng mà dã tâm của ta và ngươi lại bất đồng. Bất đồng cái gì, dã tâm cũng là dã tâm mà thôi, Lưu Phong điềm nhiên nói. Tần Vĩ Bác thầm giật mình, nhìn vị hầu gia này tuổi còn trẻ như thế mà tầm nhìn thật khiếp hãi. Hắn cẩn thận đánh giá một chút rồi hỏi Lưu Phong, ngươi có tính toán gì không? Ngươi hẳn là phải biết, ngoại thân rất khó. Lưu Phong ngắt lời nói, chuyện tương lai ta còn chưa nghĩ xa như thế. Bây giờ điều ta muốn làm nhất là nhanh chóng phát triển Phong Thành mạnh lên. Phong Thành diện tích rộng lớn, nếu như phát triển cho tốt, dù là so sánh với Giang Nam cũng không thua kém bao nhiêu. Tần Vĩ Bác yên lặng gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo và nghiêm túc nói, chủ công, ta nguyện ý đi theo người. Bất quá ta còn có một điều kiện. Lưu Phong cười nói đi. Tần Vĩ Bác suy nghĩ một chút nói, ta còn có mấy lão huynh đệ năm đó, bọn họ đều là người có chí khí, năng lực giống như ta hy vọng chủ công cho phép ta triệu tập bọn họ lại, cùng nhau đồng thời hiệp lực phó tá chủ công. Đối với đề nghị của Tần Vĩ Bác, Lưu Phong, tất nhiên cầu còn không được, còn phải từ chối sao? Cái mà hắn thiếu nhất bây giờ chính là nhân tài, không có vấn đề gì. Lưu Phong cười nói, bất quá ta phải nói trước cho rõ ràng, bọn họ phải tuyệt đối trung thành, nếu không thì đừng trách ta vô tình. Tần Vĩ Bác nghiêm nghị nói, điểm này, xin chủ công yên tâm, người ta triệu tập đều là những người năm đó bị quý tộc hoàng đế bệ hạ chèn ép. Ngươi cho bọn chúng cơ hội, bọn họ tuyệt đối trung thành cẩn cẩn. Nếu bọn họ thật muốn phản bội, không cần người phải động thủ, ta là người trước tiên không buông tha cho hắn. Lưu Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, hảo, quyết định như vậy đi. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ đảm trách chức vị tổng trường Phong Thành. Lưu Phong lúc này ra lệnh. Tần Vĩ Bác đối với chức vị tổng trường này không hiểu chút nào, vẻ mặt ngu ngốc. Lưu Phong cười cười giải thích, chức vụ này do ta mới sáng tạo ra, quyền lợi lớn nhỏ 9E62U giống như tổng đốc và thu bị ti lệnh bệ hạ từng hứa hẹn qua. Phong Thành có thể tự quản, các quan viên đều có thể bãi miễn, thậm chí thuế má đều do ta làm chủ. Cùng với Hoa Hạ đế quốc không quan hệ gì. Lưu Phong sợ Tần Vĩ Bác lo lắng, lại giải thích vài câu. Tần Vĩ Bác nghe thế, đôi mắt rực sáng, thế thì tốt quá. Xem ra 600 vạn lượng bạc thật đáng giá a. Lưu Phong âm thầm cười khổ, đáng giá gì? Lão hoàng đế sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy cũng không hẳn là do tác dụng 600 vạn lượng bạc, mà là hắn hiểu được Phong Thành không có khả năng phát triển. Người thông minh ai cũng biết, lão hoàng đế cấp cho Lưu Phong Phong Thành, bất quá là muốn mượn cớ này điều hắn ra khỏi kinh đô. Xin hỏi chủ công, tâm của người chỉ muốn phát triển Phong Thành hay là cả thiên hạ? Lưu Phong trầm giọng nói, cả thiên hạ. Nếu không có chuyện Chu Phong, Lưu Phong tình nguyện làm vua tại Phong Thành thôi, nhưng mà trên vai hắn phải gánh vác trách nhiệm, cho nên phải hoàn thành. Cho dù không phải vì lời hứa với Chu Phong, cũng phải vì cái mạng nhỏ của mình. Ai kêu hắn lúc trước nhất thời không thận trọng, đã phát ra linh hồn thệ ước làm chi? Ha, ha, quá tốt. Chủ công chí hướng to lớn như vậy, làm thần tử mới có thể có cơ hội phát dương quang đại. Tần Vĩ Bác lúc này đã hạ quyết tâm, hắn vội vàng quỳ xuống dưới đất nói, chủ công, xin nhận của ta một lạy. Lưu Phong vội vàng xuất ra một đạo vô hình kình khí khẽ nâng Tần Vĩ Bác dậy, tiên sinh không cần khách khí. Tần Vĩ Bác cũng được coi là vũ giả, chỉ là không ngờ đến Lưu Phong lại cao cường như thế. Trong lòng hắn càng thêm bội phục, không theo quy củ ắt sẽ loạn. Người và ta là lễ quân thần, quyết không thể bỏ được. Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng trên bầu trời chiếu rọi khắp nơi, Hoàng Thái Tôn vừa cùng mấy vị đồng liêu bàn bạc đại sự xong. Quay trở về Đông Cung, dưới sự hầu hạ của các cung nữ, đang thoải mái tắm rửa. Trở lại tẩm cung của mình, hắn liền gọi Tân Thu, sủng ốc bảy được yêu mến tới, một tay thoát ý. Nàng, cười dâm đãng nói, bảo bối, để cho ta hưởng thụ chút nào. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 537, Người thần bí giáo huấn Hoàng Thái Tôn.
Điện hạ, ngày hôm nay sao gấp như thế? Không phải lần trước Thái tử phi điện hạ vừa mới la mắng sao? Bây giờ lại muốn ta sao? Hoàng Thái Tôn đối với sủng cơ này rất yêu mến. Vốn nữ tử Yên Hoa này, kỹ thuật trên giường rất cao và được Hoàng Thái Tôn xem trọng. Chỉ mới lên giường vài lần, nàng đã hoàn toàn chiếm được sủng hạnh của Hoàng Thái Tôn. Bảo bối, nàng nói nhiều như thế làm gì, bây giờ ta sẽ chơi nàng đây. Hoàng Thái Tôn vốn trong lòng đang buồn phiền, lại nghe nàng nói về bản thân như thế, trong lòng càng thêm khó chịu. Thầm nghĩ chơi nàng một phen để giải tỏa tức giận trong lòng. Điện hạ, không cần gấp, để cho thiếp hầu hạ chàng. Khẽ thốt lên một tiếng yêu kiều, nữ tử liền xoay người đứng lên, tay đặt trên ngực Hoàng Thái Tôn. Thuần thục giúp hắn cởi áo bào ra, quỳ xuống giữa hai chân hắn, dùng hết kỹ xảo để xoa bóp, kích thích kiên đỉnh của hắn. Nàng dùng đôi môi anh đào cùng cái lưỡi thơm tho của mình tận tình kích thích dục vọng của hắn. Nhìn vẻ mặt và vóc dáng của nàng quả thật là cực phẩm, là hàng nhất lưu trong nhất lưu. Hoàng Thái Tôn từ khi có được nàng cơ hội mỗi ngày đều muốn cùng nàng hành sự vài ba lần. Giờ phút này Hỷ Lai đã sớm cởi bỏ toàn bộ nội y bên trong ra, trên bộ ngực bạo mãn của nàng hai núm đỏ hồng hồng đã nhô lên sừng sững. Cùng với eo thon, cặp chân thon dài mảnh khảnh làm cho Hoàng Thái Tôn vừa nhìn vừa nuốt nước miếng ừng ực. Nhất là mỗi khi nhìn vào cái địa phương ướt át đó. Thấy rõ hai môi thịt đỏ hồng cực kỳ hấp dẫn và khêu gợi. Hoàng Thái Tôn được phục vụ tận tình, cảm thấy thoải mái cực kỳ, không cách nào nhịn được nữa liền xoay phắt người lại. Hai tay ôm dì lấy bộ ngực bạo mãn của nàng, tận tình vận lực xoa bóp, nhào nặn nó biến nó thành muôn hình vạn trạng. Nhất thời Hỷ Lai cảm thấy rất đau đớn, nhưng mà nàng cũng không dám lên tiếng, vẫn tiếp tục phục vụ, làm cho Hoàng Thái Tôn thoải mái, thỉnh thoảng trong miệng nàng thốt ra vài tiếng rên rỉ gợi cảm. Bảo bối, nàng thoải mái không? Hoàng Thái Tôn cười hắc hắc, bàn tay to lớn đã dần dần chuyển xuống địa phương giữa hai chân nàng. Khẽ đặt cặp đùi thon dài của nàng lên vai mình, mạnh mẽ xâm nhập vào hạ thể của nàng. Hạ thể của Hỷ Lai nhất thời chịu sự xâm nhập rất đau đớn, nhưng cũng không dám thốt lên tiếng nào với tên ngỗ nghịch Hoàng Thái Tôn này. Chỉ đành cố nén, tận lực vặn vẹo đôi eo, nghênh tiếp với những cú thúc mạnh mẽ, vũ bão của Hoàng Thái Tôn. Điện hạ, có thể nhẹ một chút, không? Hỷ Lai cẩn thận nhỏ nhẹ nói. Hừ, bảo bối, khó chịu hả? Ta chính là muốn chơi ngươi mạnh bạo. Hoàng Thái Tôn một mặt chuyển động hạ thể mạnh mẽ, một mặt phẫn nộ nói, Hỷ Lai, nói cho ta biết, tại sao mẫu thân đại nhân luôn luôn bảo vệ Lưu Phong? Ta nói phải người đến Phong Thành giết chết hắn, người luôn luôn phản đối, còn nói là vì tốt cho ta. Người nếu thật sự là vì lo cho ta, thì không nên ngăn cản ta giết Lưu Phong. Hoàng Thái Tôn vẻ mặt tức giận. Hỷ Lai trong lòng thở dài một tiếng, nàng biết rằng tên này bị ủy khuất rồi bây giờ muốn phát tiết trên người nàng đây. Cuộc sống của nàng thật khổ sở a. Đàn bà, đều là tiện nhân hết. Hoàng Thái Tôn thục càng lúc càng mạnh mẽ. Hỷ Lai lúc đầu còn cảm giác có chút đau đớn, nhưng dần dần phía dưới xuất ra dâm thủy tràn trề, khoái cảm cũng trào dâng mãnh liệt. Trong nhất thời miệng nàng phát ra những tiếng rên rỉ động lòng, Hoàng Thái Tôn nghe thấy dục vọng càng dâng cao hơn nữa, cười to ha hả, càng dũng mãnh công kích hạ thể nàng. Điện hạ, mạnh thêm một chút. Hỷ Lai bị dục vọng kích thích, liền lớn tiếng van. Xin. Hoàng Thái Tôn lạnh giọng nói, đàn bà a, đều là khẩu thị tâm phi. Vừa rồi ngươi còn kêu ta nhẹ nhàng, bây giờ lại muốn ta mạnh bạo. Mẹ kiếp, chơi chết ngươi luôn. Hỷ Lai tựa hồ có chút bất mãn, trong miệng tiếng rên rỉ lại càng phát ra dồn dập, không ngừng van xin hắn thục nhanh hơn, mạnh hơn. Kết quả là Hoàng Thái Tôn chịu đựng không nổi, đành phải phun xuất ra một tràng dịch thủy. Hỷ Lai lúc này sắp lên cao trào, vốn đang định hưởng thụ khoái cảm, kết quả không ngờ là Hoàng Thái Tôn lại ngã ngựa trước, làm cho nàng thật là mất hứng. Mặc dù trong lòng nàng cảm thấy rất hụt hẫng, nhưng mà lại giả bộ làm ra vẻ rất thỏa mãn, ôm chặt lấy thân thể Hoàng Thái Tôn. Nũng nịu làm nũng, điện hạ, người thật là dũng mãnh, ta đều bị người chơi đến lên bờ xuống ruộng. Hoàng Thái Tôn nghe thế, đắc ý dị thường, đưa tay vô đét đét vào mông nàng, tự tin nói, người là hạng đàn bà dâm đãng, nếu không phải ta cường mãnh như thế, ai có thể thỏa mãn nổi ngươi. Đúng, đúng vậy. Hỷ Lai ra vẻ sung sướng nói, ngoại trừ điện hạ, nam nhân trong thiên hạ này đều vô dụng. Tuy nói thế, nhưng mà trong lòng Hỷ Lai đang mắng thầm, ngươi là hạng bất lực, thiên hạ nam nhân không ai vô dụng hơn ngươi. Bảo bối, nhanh giúp ta.
Hoàng Thái Tôn lại lấy kiên đĩnh đang ướt đẫm khí dịch ra, trực tiếp ra lệnh cho Hỷ Lai dùng miệng làm sạch nó. Hỷ Lai không dám chần chừ, vội vàng dùng cái miệng nhỏ nhắn phục vụ hắn. Hạ thân được hưởng cảm giác ôn nhu, mềm mại, Hoàng Thái Tôn cảm thấy rất sảng khoái. Đột nhiên lúc này bỗng xuất hiện một thanh âm, điện hạ, xem ra ngươi thật sự là không thể dạy nổi. Hỗn láo, là ai? Mau xuất hiện. Thanh âm của người nọ, Hoàng Thái Tôn và Hỷ Lai đều nghe rất rõ ràng, ta là ai cũng không quan trọng. Thanh âm người mới đến tựa hồ làm người ta có cảm giác mờ ảo, như là có thể phát ra từ bốn phương tám hướng, không xác định được. Ra đi, ngươi cuối cùng là ai? Hoàng Thái Tôn vội vàng xuống giường đi xung quanh xem thử. Hỷ Lai vội vàng lấy mền che kín thân thể lại, nhìn xung quanh tứ, phía, ta ở đây. Đang tính lên tiếng, Hoàng Thái Tôn chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái, một bóng người thần thái tiêu xoái đột nhiên phiêu nhiên hạ lạc ở đối diện hắn. Ngươi là ai? Ban đêm đến Đông Cung là muốn gì? Hoàng Thái Tôn mặc dù có chút sợ hãi, nhưng mà cũng cố chấn định. Đừng nên nói những lời vô dụng này, dù sao ta cũng không nói cho ngươi biết ta là ai. Người nó mang mặt nạ chỉ lộ ra hai con mắt, hắn liếc mắt nhìn Hoàng Thái Tôn một cái rồi lạnh lùng nói, điện hạ, ta không nói lời khách sáo làm gì, biểu hiện của ngươi bây giờ, thích nghĩ muốn ngồi lên cái ghế đó sợ rằng không có một tia hy vọng. Đồ hỗn láo, ngươi! Hoàng Thái Tôn giận dữ quát lên một tiếng. Người nọ ngắt lời hắn, không nên giận dữ, bởi vì ngươi không có tư cách đó. Nếu ta muốn, ta bây giờ chỉ cần dụng một ngón tay út thì ngươi chắc chắn phải chết. Vệ binh, vệ binh! Tựa hồ cảm giác được sát khí của người nọ, Hoàng Thái Tôn nhất thời kinh hoàng đứng lên, lớn tiếng la lớn. Không cần la, vệ binh của ngươi sẽ không ai tới đâu. Hơn nữa trong nửa canh giờ cũng sẽ không có ai bén mảng đến gần Đông Cung đâu. Người nọ từ từ nói, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Hoàng Thái Tôn hoảng sợ nói, muốn bạc, ta cho ngươi muốn đàn bà, ngươi cũng có thể lấy bảo bối Hỷ Lai của ta đi. Hừ, thật không ra gì. Trong lòng ngươi ngoại trừ tiền và đàn bà ra, chẳng lẽ không còn có gì khác hay sao? Người nọ khẽ thở dài, với những điểm này, thì làm sao ngươi có thể ngồi trên cái ghế đó được? So với Yến Vương, ngươi kém quá xa. Yến Vương. Hoàng Thái Tôn hơi kinh hãi, thất thanh nói, ngươi là do Tứ Hoàng thúc phái tới ư. Ngươi muốn giết ta. Nghĩ thế, Hoàng Thái Tôn ngay cả thối lui cũng không đủ sức. Ngươi sai rồi, ta không phải người của Yến Vương, ta cũng không phải đến để giết ngươi. Người nọ hừ một tiếng nói, ta đến là nhắc nhở ngươi, ngươi cần phải chấm dứt cuộc sống hoang dâm vô độ này đi. Nếu không ngươi đừng hòng có thể ngồi lên cái ghế đó được. Ngươi tưởng rằng hoàng đế chỉ cần ăn chơi sa đọa thôi sao? Người nọ tiếp tục nói, đừng tưởng rằng ngươi là trưởng tôn thì có thể mọi sự đều thuận lợi. Nói cho cùng, cho dù ngươi lấy danh nghĩa trưởng tôn kế thừa ngồi lên cái ghế ấy, với biểu hiện bây giờ của ngươi, thử hỏi thiên hạ có ai phục ngươi hay không? Ta dám cam đoan, đến lúc đó các hoàng thúc của ngươi ai cũng không phục, chỉ cần bọn họ khởi binh tạo phản, ngươi tất tính mạng khó giữ. Ngươi muốn ta làm thế nào? Hoàng Thái Tôn nghe xong, trong lòng nhẹ nhõm vài phần, không nhịn được liền hỏi, học tập cách làm vua. Người nọ lạnh lùng nói, nếu ngươi tiếp tục như thế, thì việc ngồi trên cái ghế đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Hy vọng lần sau gặp lại ngươi, ngươi sẽ có thay đổi. Hoàng Thái Tôn thấy người nọ quả thật không muốn giết hắn, trong lòng thở dài một hơi, vội vàng hứa, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghe lời ngươi dạy bảo. Từ ngày mai trở đi, không, từ bây giờ trở đi, nhất định sẽ học tập đế vương chi đạo. Được rồi, tốt lắm. Hy vọng ngươi làm được như vậy, cũng không uổng công ta đi một chuyến. Người nọ cười lên một tiếng, đang định dặn dò thêm vài câu, lại nghe bên ngoài có động tĩnh, có người đến, ta đi trước đây, nhớ kỹ lời ta nói. Thanh âm vừa dứt, đã vội vàng phi thân biến mất, cùng lúc đó ngoài cửa xuất hiện một cái bóng. Đúng là Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng vội vàng nhìn thoáng qua, rồi phi thân đuổi theo. Sau đó, Thái Thử Phi cũng mang theo một đám thị vệ tiến vào nói, Triệt Nhi, ngươi không sao chứ? Thái Tử Phi vội vàng phân phó bọn thị vệ bảo vệ Đông Cung, rồi vội vàng chạy đến ôm lấy Hoàng Thái Tôn, ân cần hỏi thăm. Hoàng Thái Tôn lạnh nhạt nói một tiếng, mẫu thân đại nhân. Từ giờ trở đi, ta muốn học đế vương chi đạo, xin người dạy cho con. Thái Tử Phi nghe vậy, trong lòng vui vẻ nói, con ta rốt cuộc cũng đã hiểu chuyện rồi. Hảo, ta lập tức phái người gọi Lãnh Nguyệt tiên sinh đến. Từ ngày mai trở đi, sẽ do hắn dạy bảo con.
Hoàng Thái Tôn gật gật đầu, vâng, Lãnh Nguyệt tiên sinh là đệ nhất mưu sĩ trong đám thuộc hạ của cha năm đó, có hắn dạy con, cũng là tốt nhất rồi. Triệt Nhi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Thích Khách có đả thương con hay không? Chương 538, Cường đạo tại Hoan Hỉ Lâu. Hoàng Thái Tôn lạnh nhạt cười, mẫu thân đại nhân không cần lo lắng, người đó không phải Thích Khách. Hắn có lẽ là bằng hữu của chúng ta. Bằng hữu? Thái tử Phi có chút nghi hoặc. Mẫu thân đại nhân, người nói cho con biết, con bây giờ có bản lãnh làm hoàng đế hay không? Thái tử Phi suy nghĩ một chút thấp giọng cười nói, đương nhiên, con là trưởng tôn, vị trí hoàng đế trong tương lai tự nhiên là của con rồi. Có đúng vậy không? Nhưng mà có người nói cho con là con không có đủ năng lực. Lời nói của người thần bí vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai Hoàng Thái Tôn. Con đừng nghe người ta nói bậy, ngươi là trưởng tôn, ngôi vị hoàng đế trong tương lai tự nhiên chắc chắn thuộc về con rồi. Thái tử Phi khoan tâm cười nói. Được rồi, con không muốn nghe lời này nữa. Hoàng Thái Tôn có chút tức giận, mẫu thân đại nhân, người không biết là con bây giờ rất vô dụng sao, đều là do một tay người tạo ra cả đấy. Từ nhỏ đến lớn, mọi việc gì cũng đều theo sự an bài của mẫu thân, sự tình gì người cũng xử lý, con cả ngày không cần lo nghĩ gì, chuyện duy nhất có thể làm là ăn uống, đàm điếm. Người nọ nói không sai, cho dù Hoàng gia gia có trao ngôi vị hoàng đế cho con cũng không còn mệnh hưởng thụ. Từ hôm nay trở đi, con muốn học đế vương chi đạo, mọi chuyện trong Đông Cung, con sẽ xử lý một nửa, xin thỉnh mẫu thân đại nhân chấp thuận cho. Hoàng Thái Tôn mặc dù đang thỉnh cầu, nhưng mà ngữ khí lại rất cương quyết. Thái tử Phi nao nao, lập tức cười nói, con có suy nghĩ như vậy, ta cũng rất là cao hứng. Nhưng mà có một số việc, cần phải từ từ, phải có thời gian. Người vẫn còn lo lắng về con à? Hoàng Thái Tôn mặt mày ủ rột, sắc mặt có chút hờn giận. Thái tử Phi điềm nhiên nhìn nhi tử của mình, ánh mắt bình tĩnh nói, Triệt Nhi, kỳ thật ngươi căn bản không cần lo lắng quá, chuyện ngươi nghĩ không có phức tạp như thế đâu. Ta cũng là con cũng là ta. Tương lai con đăng cơ ngôi vị hoàng đế, ta là mẹ cũng âm thầm ủng hộ con. Con không cần quá sức lao lực như thế, ta không muốn con quá mệt mỏi. Nghe ta đi, tóm lại sẽ không sai đâu. Thái tử Phi ôn nhu nói, ta là mẫu thân của con, ta chẳng lẽ lại hại con sao? Hoàng Thái Tôn chu miệng muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng cũng không nói ra. Triệt Nhi, vừa rồi ngươi bị hoảng sợ, hay là về nghỉ ngơi trước đi. Hỉ Lai, mặc quần áo vào, bồi tiếp Thái Tôn nghỉ ngơi. Thái tử Phi xoay người lại, trừng mắt liếc Hỉ Lai một cái rồi nói. Hỉ Lai không dám chần chừ, vội vàng mặc quần áo, cùng đi với Hoàng Thái Tôn. Một lát sau, Hắc Phượng Hoàng sau khi truy kích thần bí nhân đã quay về. Thế nào? Có tra ra là ai hay không? Thái tử Phi vội vàng hỏi. Hắc Phượng Hoàng lắc đầu nói, người đó tu vi cao hơn ta không có đuổi kịp. Bất quá ta phỏng chừng người này cũng không có ác ý, nếu không trước khi chúng ta đến, hắn ngàn vạn lần có thể giết chết Hoàng Thái Tôn Điện Hạ rồi không xa, người này không hẳn là địch nhân của chúng ta. Hắn là ai mà lại cảnh tỉnh Hoàng Thái Tôn? Thái tử Phi nói một câu đầy thâm ý, hôm nay ta mới biết được mấy năm nay ta đối với Thái Tôn đã quá phóng túng rồi. Từ nay sẽ đối với hắn nghiêm khắc một chút. Còn như vậy nữa, nói không chừng sẽ có người bị đả kích. Hắc Phượng Hoàng trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, cười nói, điện hạ tựa hồ có ẩn ý gì. Thái tử Phi hừ lạnh một tiếng, ta nói cái gì, ngươi hẳn đã rõ ràng rồi. Dừng lại một chút, Thái tử Phi tiếp tục nói, hắn có định gặp ta không? Nhất định. Hắc Phượng Hoàng hướng nhìn tứ phía, lập tức thấp giọng nói, tháng sau, ngày 15, địa điểm gặp mặt cụ thể ta sẽ thông báo sau. Ta cảnh cáo ngươi, không nên nói cho Hoàng Thái Tôn bất kỳ chuyện gì. Thái tử Phi trầm lại, lạnh giọng nói, ta không hy vọng hắn biết được thân thế của mình. Cho dù phải biết, cũng chờ hắn sau khi đăng cơ. Thái tử Phi liếc nhìn Hắc Phượng Hoàng đầy thâm ý, đừng tưởng rằng ta chỉ là một nữ tử thì khi dễ. Thay ta nói cho hắn biết, ngôi vị hoàng đế của nhi tử hắn đừng nghĩ đến. Nếu không, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Đương nhiên, nếu các ngươi thật sự nghĩ rằng thực lực của ta không đủ, thì có thể thử xem. Thái tử Phi lạnh giọng nói, ta không ngại cùng các ngươi đấu một trận. Đàn bà điên, quả nhiên là người điên. Chẳng biết tại sao, mặc dù Thái tử Phi là người bình thường, nhưng mà Hắc Phượng Hoàng lại cảm giác ớn lạnh cả ngươi, một cảm giác sợ hãi từ từ dâng lên trong nội tâm của nàng. Chủ công nói đúng,
trên đời này đáng sợ nhất chính là đàn bà điên. Hắc Phượng Hoàng tựa hồ đã hiểu, Thái tử Phi tuyệt đối là hạng đàn bà đáng sợ nhất, chỉ là ngôi vị hoàng đế đó ai sẽ đạt được. Thái Tôn ư, ừ, chỉ là một tên chết nhát mà thôi, hơn nữa về bản lãnh, hắn được sao? Thái Vĩ Bác từ khi theo Lưu Phong quay về, lúc này đã triển khai công việc. Điều làm cho Lưu Phong không hề nghĩ đến chính là, lão già này đừng xem hắn già cả, nhưng mà trong lòng rất sáng tỏ. Mấy năm gần đây hắn thâm cư bất lộ, nhưng mà chuyện Phong Thành hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Hắn thậm chí có thể họa ra một bản đồ toàn bộ Phong Thành. Lúc này, hắn dùng ngón tay chỉ lên bản đồ, nói, chủ công, xin nhìn đây, đây là ta thu thập được trong nhiều năm vẽ nên bản đồ này. Nơi này là Lang Yết, xung quanh phụ cận của chúng ta có ba đạo tặc đoàn, trong đó Ác Lang Cường Đạo đoàn nhân số vượt quá 5 vạn. Hơn nữa có trọng kỵ binh 1 vạn, thuộc loại cường đạo đoàn có chiến đấu lực tương đối cường hãn. Ác Lang đoàn không trừ, an toàn của Lang Yết hoàn toàn không thể bảo đảm được. Còn có nơi này, Cam Trạch, năm đó ta đã khảo sát qua, nơi này có kim quáng, mặc dù khai thác rất khó khăn, nhưng mà hàm lượng lại rất lớn. Bây giờ bị một bọn cường đạo đoàn cầm giữ, thuộc hạ có hơn 6 vạn thành viên, là một trong tam đại cường đạo đoàn lớn nhất Phong Thành. Phong Thành nếu muốn phát triển tốt, cần phải khống chế Cam Trạch. Suốt một buổi chiều, Thái Vĩ Bác lần lượt giới thiệu toàn bộ các tình huống, thế lực của Phong Thành, phi thường chi tiết, hơn nữa còn chỉ ra phương pháp ứng phó. Lưu Phong nghe thấy trong lòng cực kỳ vui sướng, nói thẳng ra mình đã quá thông minh. Sau khi cẩn thận thương nghị xong, Lưu Phong quyết định trước hết theo lời Thái Vĩ Bác. Trong đám cường đạo đoàn phụ cận Lang Yết thì Ác Lang cường đạo đoàn thế lực yếu nhất, cho nên Lưu Phong chuẩn bị tiêu diệt bọn đó trước, cướp đoạt trang bị trọng kỵ binh. Đương nhiên, thực lực yếu cũng chỉ là tương đối mà thôi. Tổng binh lực 3 vạn, trọng kỵ binh 1 vạn, sự thật thì binh lực cũng không tệ lắm. Nếu là trước kia, Lưu Phong đương nhiên không dám động đến đại đoàn như thế này. Nhưng mà bây giờ thì lại bất đồng, Tố Nương ngày trước đó vừa dẫn đến 500 phượng vệ sơ giai. Cộng với Hắc Vân và Thiên Đại mang đến 500 hắc áo võ sĩ, bây giờ quân số của thần thánh quân đoàn đã đạt đến con số 1.000 rồi. Ngay ngày hôm qua, Lưu Phong đã đem thần thánh quân đoàn một lần nữa hợp nhất lại, kiến lập ra một đội quân đoàn khinh kỵ binh 1.500 người. Có người sẽ hỏi trong chủng loại kỵ binh trọng kỵ binh là lợi hại nhất, vì sao Lưu Phong hết lần này đến lần khác chỉ kiến lập khinh kỵ binh, chẳng lẽ là do vấn đề trang bị hay sao? Đương nhiên không phải như vậy. Trên thực tế đối với hắc ám võ sĩ và phượng vệ mà nói, trọng khôi, trọng giáp thật ra chỉ là rác rưởi. Hôm nay hắc ám võ sĩ và phượng vệ tác chiến giết địch, chủ yếu bằng tốc độ và kỹ năng, mặc vào trọng khôi giáp, ngược lại, sẽ phản tác dụng. Ngay khi Lưu Phong chuẩn bị xuất phát, Hoa Cô Tử lại mang đến một tin tức ngoài ý muốn. Tam đại cường đạo đoàn tại phụ cận Lang Yết hôm nay họp mặt thương nghị tại Hoang Hỉ Lâu để tìm cách làm sao đối phó Lưu Phong. Đan Hùng nở nụ cười. Thật là trời trợ giúp lão đại. Lưu Phong nhẹ cười nói, đúng vậy, thật là tin tức tốt lành. Truyền lệnh xuống, thần thánh quân đoàn chia ra mai phục phụ cận Hoan Hỉ Lâu, cầm tặc trước phải cầm vương. Nếu có thể bắt giữ tam đại cường đạo đoàn trưởng thì chuyện kế tiếp sẽ dễ giải quyết rồi. Màn đêm buông xuống, khách quý trong đại sảnh Hoan Hỉ Lâu đều là các tiểu đầu mục đến từ tam đại cường đạo đoàn, ai nấy đều ôm kỹ nữ trong lòng cùng nhau uống rượu, nghe nhạc. Một số đầu mục thậm chí không còn để ý đến ai xung quanh, bàn tay to lớn thô bạo trực tiếp tiến vào cấm địa trong quần của nữ nhân. Không ngừng kích thích, khiến đại sảnh tiếng rên rỉ râm rật không ngừng vang ra. Ở trong trung tâm đại sảnh, mười mấy nữ tử mặc y phục gợi cảm đang lắc eo, thấp giọng rên rỉ, kích thích đám dâm tặc trong đại sảnh. Đoàn trưởng Ác Lang cường đạo đoàn đang cùng vài tên tiểu đầu mục thuộc hạ hắn ngồi ở tiền bài. Trong lòng cũng ôm một nữ tử còn trẻ đẹp. Quần áo trên người nữ tử này cơ hồ đã bị lột sạch, chỉ còn lại đồ lót mà thôi. Ở giữa hai chân hắn là một nữ tử ở trần khác, đang tận lực thi triển kỹ thuật khẩu dâm. Ta nói Thiên Lang, ngươi còn sức hưởng thụ sao? Ngươi nghĩ kỹ đi, chúng ta không động thủ, tiểu tử Lưu Phong sớm muộn cũng sẽ thu thập chúng ta. Người lên tiếng chính là Bổn Hùng, đoàn trưởng cường đạo đoàn Giã Hùng. Người này quả thật người giống như tên, hắn vừa cao vừa to, da thì ngăm đen, trời xanh thần lực. Nhưng mà cái đầu lại hết sức ngu ngốc, nhìn sơ qua thì giống như cẩu hùng. Thiên Lang dồn dập thở dài một hơi, phun xuất một đạo tinh hoa bắn thẳng vào miệng nữ tử, lập tức quay lại cười nói, đại Bổn Hùng, ngươi gấp cái gì? Ba đạo binh lực của chúng ta tổng cộng hơn 10 vạn,
Lưu Phong bất quá chỉ có 7 vạn nhân mã, nhưng mà lại phân tán khắp nơi, thật không hiểu ngươi sợ cái gì. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 539, thủ đoạn xét đánh giải quyết tam đại cường đạo đoàn. Không thể nói như vậy, đại chiến bản long trấn ngươi đã quên rồi sao? Nghe nói Lưu Phong lấy 500 binh lực tiêu diệt bát kỳ cường đạo đoàn của tiểu thương nhất lang. Chúng ta nhân số tuy nhiều, nhưng chiến đấu lực không thể so với tiểu thương nhất lang. Ta xem ra không dễ đối phó đâu. Lưu Phong tiểu bạch kiểm này tuyệt không đơn giản như vậy. Người vừa nói chính là đoàn trưởng Trường Bạch Long của Thương Long Cường Đạo Đoàn, thuộc hạ có 3 vạn binh mã. Người này nhìn rất thâm sâu, ngày thường cũng ít đi ra bên ngoài, ý thức bảo vệ an toàn rất mạnh mẽ. Lần này nếu không phải Thiên Lang yêu cầu, phỏng chừng cũng không dễ dàng lộ diện. Thiên Lang cười lạnh nói, ý ngươi là chúng ta mau mau ra tay ư? Không thể chờ đợi thêm nữa. Bổn hùng bất mãn nói, mấy ngày nay, ta ngay cả ngủ đều nằm mơ thấy chúng kế tiểu tử này. Bạch Long trầm giọng nói, ta cẩn thận phân tích qua Lưu Phong, tiểu bạch kiểm này đích xác là không tầm thường. Chúng ta tuyệt đối không thể chờ đợi, chuyện này xuống tay càng sớm càng tốt. Hảo, nếu hai vị đoàn trưởng đều đã nhất trí, Thiên Lang ta đây cũng không nói gì nữa. Thiên Lang trầm giọng nói, đánh chết tiểu bạch kiểm này đi. Bất quá bây giờ mọi người không cần khẩn trương, trước hết hãy thống khoái đi. Qua đêm nay, đại quân của chúng ta phỏng chừng cũng đã đến. Khi đó, chúng ta sẽ hợp lực tiêu diệt tiểu bạch kiểm này. Đại bổn hùng ngươi không phải thích nam nhân sao? Chờ chúng ta bắt được tên tiểu bạch kiểm đó, cho ngươi chơi chết hắn luôn. Hảo, bổn hùng lập tức lặp lại, con mắt tràn ngập niềm vui và mong chờ. Hiện trường nhất thời vang lên những tràng cười vui vẻ. Đúng lúc này, Lưu Phong đã thu được tin tức, đơn giản chuẩn bị một chút rồi mang theo Hắc Vân, Thiên Đại, Tố Nương đi vào Hoan Hỉ lâu. Hắc Quả Phụ đứng trên lầu 2, cẩn thận đánh giá đoàn người của Lưu Phong vài lần, thầm giật mình, ai nấy đều là cao thủ. Bản lãnh của Lưu Phong nàng đã nghe Khuynh Thành nói qua, nhưng mà lại không nghĩ rằng thuộc hạ bên người của hắn ai nấy đều là cao thủ. Nếu có thể tranh thủ được người này, hà tất phải lo địa vị Khuynh Thành tại Thánh Sơn khó giữ chi nữa. Khách quý hiện đang ở đâu? Lưu Phong cự tuyệt cô nương của Hoan Hỉ lâu, lạnh lùng hỏi. Hắc Quả Phụ nghe vậy, nhất thời biết được ý tứ của Lưu Phong. Nàng đã nhìn ra trong ánh mắt Lưu Phong, hắn đến đây không phải để chơi, mà là đến để gây phiền toái cho Thiên Lang. Công tử gia, người đã đến rồi à? Hắc Quả Phụ xinh đẹp mang theo khuôn mặt tươi cười thật mê người, từ xa đã đon đả chào hỏi Lưu Phong. Mái tóc dài của Hắc Quả Phụ phấp phới, toàn thật mặc một bộ y phục màu đen bó sát thân thể, vóc người là lướt, nhất là bộ ngực bạo mãn của nàng càng rung động mê người, làm nổi bật lên cái rãnh sâu hun hút. Thân dưới thì cặp mông đầy đặn, nhìn thấy đã muốn cắn. Ở giữa là cái eo nhỏ nhắn xinh xinh, cả vóc người cân đối, thu hút thị giác của người khác phái một cách mãnh liệt. Quả nhiên là phong tao a. Lưu Phong nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng tĩnh tâm lại, nói, khách quý tại đại sảnh bây giờ ở đâu? Hắc Quả Phụ đi tới sát Lưu Phong, đem thân thể khẽ tựa vào trong lòng hắn, thấp giọng nói, ngươi muốn đối phó Thiên Lang sao? Lưu Phong nao nao, lập tức đưa thân thủ vuốt ve từ tóc xuống cổ của Hắc Quả Phụ gợi cảm này, rồi cười nói, sao ngươi lại biết? Hắc Quả Phụ khẽ xí một tiếng, hầu ra thật háo sắc a, ngay cả đậu hủ của ta cũng ăn luôn. Dừng một chút, Hắc Quả Phụ lại nói, Thiên Lang, Bổn Hùng, Bạch Long bây giờ đều đang ở chỗ ta dẫn ngươi đi. Lưu Phong đột nhiên hỏi, tin tức này là ngươi truyền ra ư? Hắc Quả Phụ nháy mắt một cái, cười nói, ngươi nghĩ sao? Lưu Phong cười hắc hắc, khẽ hôn lên trán Hắc Quả Phụ một cái, hai tay hắn ôm chặt Hắc Quả Phụ, cười nói, tại sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi xem trọng ta đến thế, âm thầm trợ giúp ta sao? Hắc Quả Phụ bất động dung nhan, tháo hai tay Lưu Phong ra, lập tức cười nói, ta cũng không gạt ngươi nữa, ta bởi vì Khuynh Thành Khuynh Thành. Lưu Phong nghi hoặc nói, nàng không phải là cô nương do ngươi mua về hay sao? Dù như thế nào đi nữa, dù sao nha đầu nọ ta cũng thuận mắt. Hôm nay nha đầu đi theo bên cạnh ngươi, ta tự nhiên cũng nghĩ cho ngươi chứ. Vạn nhất ngươi bị Thiên Lang ám sát, nha đầu Khuynh Thành không phải cũng gặp xui xẻo sao? Hắc Quả Phụ làm ra vẻ tự nhiên nói. Lưu Phong mỉm cười, tùy tiện nói, cũng được, mặc kệ ngươi vì nguyên nhân gì,
Tóm lại lần này ngươi giúp ta chuyện lớn, đợi sau khi thành công, ta nhất định sẽ trọng tạ thật sao. Hắc quả phụ đôi mắt xoa tròn, miệng trúng chím nhìn Lưu Phong, thiếu chút nữa làm hắn điên đảo thần hồn. Đương nhiên là thật rồi, ngươi cũng biết là ngươi giúp ta bao nhiêu đâu, thiên lang ba tên này, chí ít có 10 vạn đại quân. Chính thức chiến đấu, ta vị tất đã dễ dàng đắc thủ. Lưu Phong cười hắc hắc, có muốn ta lấy thân báo đáp đại ân của ngươi hay không? Lưu Phong vừa nói, đôi bàn tay lại vừa duỗi ra. Hắc quả phụ mỉm cười, tránh né bàn tay của Lưu Phong, tiểu tử phôi đản này, tiện nghi của lão nương đã bị ngươi chiếm khá nhiều rồi. Ta cũng không muốn ngươi đáp tạ gì, ta chỉ mong ngươi đối đãi với Khuynh Thành tốt tốt một chút là được. Dừng lại một chút, hắc quả phụ cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta dẫn ngươi đi. Tố nương thấy Lưu Phong đối với hắc quả phụ động tay động chân, trong lòng không khỏi ghen tức. Thầm mắng hắn là đại sắc lang, nhất định đêm nay sẽ quần hắn tơi tả, xem hắn sau này còn dám hồ cảo hay không. Nhưng vấn đề là ta có quần hắn được tơi tả hay không, tố nương có chút khổ sở. Cùng theo hắc quả phụ đi vào đại sảnh xong, tại hiện trường thanh âm dâm đãng vang dội, thiên lang và thuộc hạ hắn đang bày trò hoan dâm tập thể, cả đại sảnh toát ra mùi xú khí dâm đãng. Lưu Phong thoáng nhíu mày, đám cường đạo này sao chẳng có chút đức hạnh nào cả, lại dám chơi trò ân ái tập thể, biến thái. Tố nương nhướng mày, xoay người lại. Thiên lang cũng không biết được là Lưu Phong đã đến, mà quay lại nói với hắc quả phụ, lão bản tới đúng lúc lắm, các huynh đệ ta không đủ đàn bà, kêu thêm mười mấy tên nữa nha. Lưu Phong đi đến trước vài bước, đôi mắt toát ra sát khí nhìn thiên lang nói, không cần kêu nữa, bọn họ cũng không còn mạng để hưởng thụ đâu. Thiên lang mặc dù vẫn chưa chạm mặt cùng Lưu Phong, bất quá nhìn qua tự họa về hắn. Vừa nhìn thấy lập tức cảnh giác nâng cao, một tay đẩy đàn bà đang ôm trong lòng ra, mặt khác hét lớn một tiếng, tất cả dừng. Lại, tiểu bạch kiểm Lưu Phong đã tới. Lời này vừa thốt ra, thanh âm dâm đãng tại hiện trường đột nhiên dừng hẳn, nhanh chóng mặc quần áo, cầm lấy binh khí. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, tùy ý để bọn chúng thay đồ. Bạch Long ánh mặt hiện vẻ thâm độc nhìn hắc quả phụ nói, ngươi bán đứng chúng ta. Hắc quả phụ mỉm cười, vươn ngón tay ngọc chỉ vào bọn cường đạo nói, các ngươi là cường đạo, hầu gia là quan, mà ta là lương dân. Ta báo quan về bọn cường đạo các ngươi, như thế nào gọi là bán đứng? Hơn nữa ta và các ngươi rất thân thiết hay sao? Các ngươi đừng nói lung tung a. Bạch Long hung hăng liếc nhìn hắc quả phụ, giận dữ quát, lão già ngươi chờ đó mà xem. Bạch Long nào biết rằng mình đã nhìn lầm rồi. Hắc quả phụ này không phải hắc quả phụ bình thường, nàng căn bản không hơi đâu quan tâm đến bọn chúng, nói chi chuyện tình nghĩa. Hắc quả phụ, ngươi sẽ chết không toàn thây đâu. Thiên lang quay đầu giận dữ quát một tiếng, trong lòng kinh hoàng không thôi. Hôm nay tam đại quân đoàn còn chưa tiến đến, bản thân mình lại bị Lưu Phong bao vây, xem ra lành ít dữ nhiều rồi. Lưu Phong hừ lên một tiếng, đôi mắt lạnh lẽo nói, ngươi chính là đoàn trưởng ác lang cường đạo đoàn thiên lang hay sao? Ngươi nếu đã cấu kết với hắc quả phụ thì dĩ nhiên biết ta là ai rồi. Thiên lang tự chấn định lại nói, chuyện tới nước này, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. 10 vạn đại quân của tam đại cường đạo đoàn chúng ta đang đến nơi này, nếu biết điều thì ngươi hãy thả chúng ta ra, có lẽ còn có thể ngồi xuống đàm phán. Nếu không chúng ta ngọc đá đều tan. Lưu Phong nở nụ cười, trong mắt hiện ra vẻ chế nhạo, thiên lang huynh, không hổ là đầu đảng cường đạo, quả nhiên chẳng có đầu óc gì cả. Các ngươi đã rơi vào tay ta, còn có thể có bao nhiêu bản lãnh nữa? Bạch Long ở một bên cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ ngươi đã tính toán sai rồi, ít nhất thương long cường đạo đoàn của ta tuyệt đối không phải bởi vì không có đoàn trưởng mà giải tán. Lưu Phong hờ hững nói, có phải vậy không? Ta thật ra rất chờ mong để xem thử. Quay đầu đi, Lưu Phong nhìn thiên lang nói, ngươi hẳn là lão đại của ba người thì phải. Ta là quan, các ngươi là cường đạo. Căn cứ theo việc ác các ngươi làm hàng ngày, ta hoàn toàn có thể đem các ngươi xử tử. Nhưng mà niệm tình các ngươi tốt xấu gì thì cũng là một đời kiêu hùng, cho nên không muốn tuyệt đường sống của các ngươi. Nếu các ngươi hợp tác, ta có thể cho các ngươi một lối thoát. Bổn hùng vội vàng hỏi, ngươi nói chúng ta làm sao hợp tác? Ngươi chính là đại bổn hùng sao? Lưu Phong cười hắc hắc, quả nhiên người cũng như tên. Hợp tác kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần các ngươi đích thân viết một bức thủ tín, hạ mệnh lệnh cho cường đạo đoàn các ngươi đầu hàng, ta đảm bảo tính mạng cho các ngươi. Lưu Phong điềm nhiên nói. Đại bổn hùng vội vàng nói, ta đáp ứng, chỉ là ngươi phải cam đoan ta có thể tiếp tục làm đoàn trưởng. Lưu Phong khinh thường cười cười, ngươi hiểu rằng có thể hay sao?
Lưu Phong, ngươi binh lực tại Lang Yết căn bản không cách nào chống chọi với 10 vạn đại quân được, ngươi tốt nhất là mau thả chúng ta, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Thiên Lang tận lực làm cho tâm trạng bình tĩnh trở lại, giấu giếm vẻ sợ hãi trên mặt nói. Lưu Phong, biết điều mau thả chúng ta. Bạch Long cũng nhân cơ hội uy hiếp. Lưu Phong xoay chuyển ánh mắt, nhìn Bạch Long nói, trong ba người các ngươi, ngươi nhìn qua là âm độc nhất, nghe nói ngươi thích gian sát xử nữ. Mẹ kiếp, người như vậy là lão tử ghét nhất, quả thử xúc sinh cũng không bằng. Bạch Long nghe Lưu Phong nhục mạ mình, trong lòng nhất thời bốc hỏa, ngươi. Một câu còn chưa dứt, đã bị Lưu Phong cắt ngang, ngươi cái gì, ngươi cái con mẹ ngươi đó, lão tử nhìn ngươi đã khó chịu, ta muốn bắt người tế đao, giết một cảnh cáo trăm. Lưu Phong sắc mặt trầm xuống, đôi mi giận dữ lộ xuất ra một đạo sát khí. Bạch Long cười như điên dại, vẻ mặt khinh thường. Hắn mặc dù đang lâm hiểm cảnh, nhưng lại tự phụ phi thường, căn bản không tin chỉ dựa vào tên tiểu bạch kiểm Lưu Phong là có thể lấy được mạng mình. Bạch Long phỏng đoán tình thế xung quanh, hắn hiểu được bản thân mình không có vấn đề gì. Đương nhiên, phỏng đoán này đều là hắn lấy Lưu Phong làm thước đo chính. Chết đến trước mắt rồi mà vẫn không biết, làm ngươi như ngươi thật là đáng chán a. Lưu Phong lạnh lùng nhìn hắn, trong tức khắc thả ra một đạo sát ý nồng đậm gắt gao phong tỏa lấy toàn bộ khí tức của Bạch Long. Bạch Long trong nhất thời sinh ra một cảm giác thất kinh. Ngươi muốn mạng ta ư, lại không biết ta cũng muốn mạng của ngươi. Bạch Long nói xong những lời này, tự chấn định mình, không do dự bạt ra trường kiếm bên hông với tốc độ cực nhanh, hướng thẳng về phía trước. Lưu Phong chỉ khẽ nở nụ cười, tự tin phi thường, Bạch Long đối với hắn mà nói, giống như con kiến hôi vậy. Người như vậy, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể miểu sát bất cứ lúc nào. Đối mặt với vẻ mặt thong dong tỉnh táo của Lưu Phong, trong đôi mắt Thiên Lang hiện ra vẻ ngạc nhiên. Đối thủ của ngươi là ta, với thân thủ của ngươi như vậy, còn chưa đủ để cùng chủ công ta giao thủ đâu. Đang lúc nói chuyện, Hắc Vân đã hoành thân ngăn trước mặt Lưu Phong. Bạch Long trong giới cường đạo của Phong Thành cũng tạm được coi là cao thủ, hôm nay lại bị người khác khinh bỉ, không khỏi làm cho hắn tức giận cực điểm, ngươi muốn chết sao? Đang lúc nói chuyện, một tiếng động vang lên, một đạo kiếm quang xuất ra, Bạch Long đã giơ trường kiếm trong tay hướng Hắc Vân chém một kiếm. Tốc độ thật nhanh, ai nấy thầm kêu lên. Thiên Lang âm thầm bật cười, người này hẳn chết không sai. Tuy nhiên, thân hình Hắc Vân chỉ nhẹ nhàng nhoáng lên, trong nháy mắt đã tránh được một kiếm công kích của Bạch Long, lại đồng thời triển khai công lại một chiêu. Một thanh trường kiếm màu đen, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trong tay hắn, bổ về Bạch Long một kiếm. Binh khí cả hai đụng nhau, sau mấy chiêu công thủ, Hắc Vân đã hoàn toàn tự tin, lực lượng bê Bạch Long thật sự rất bình thường, hắn bất kỳ lúc nào cũng có thể đưa Bạch Long vào chỗ chết. Bất quá, Hắc Vân cũng không lập tức xuống tay, bởi vì Lưu Phong nói muốn đùa giỡn một chút, chậm rãi hành hạ Bạch Long, để cho Thiên Lang và Bổn Hung thưởng thức qua thủ đoạn của mình. Hiện trường đại bộ phận đều là cường đạo, đang thấy dường như Bạch Long và Hắc Vân là ngang tay nhau, chẳng phân chia cao thấp. Trên thực tế, cũng là Hắc Vân đang chơi trò mèo vờn chuột, căn bản không muốn hạ sát thủ. Do Hắc Vân cố ý nhường, Bạch Long thấy áp lực chợt giảm, đang muốn há mồm mắng Hắc Vân. Không cho hắn kịp mở miệng, một cỗ sát khí từ sau bước tới, cả kinh hắn không dám làm gì khác hơn là tập trung tinh thần nghênh tiếp, không dám mở miệng. Quá yếu, với thân thủ của ngươi như vậy thật không xứng cho ta sử dụng kiếm. Hắc Vân nhìn Bạch Long bằng ánh mắt khinh bỉ, thu trường kiếm lại, dùng quyền đấu với Bạch Long. Các cường đạo tại đây nhất thời kinh hoàng, không thể tin được, hãy thử xem nắm tay của ta. Hắc Vân cười lạnh một tiếng, huy vũ nắm đấm tiến đến, Bạch Long thấy đối phương khinh địch, đang chuẩn bị thừa dịp hạ sát thủ. Ai dè còn chưa thấy rõ quyền lộ của đối phương đã bị hoa mắt rồi, một đạo năng lượng hắc sắc từ trọng quyền tiến đến, kình phong xé gió không ngừng vang lên bên tai. Bạch Long khinh hãi không thôi, liền lui ngay mấy bước, sắc mặt trầm trọng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi không biết làm sao tìm ra đối sách. Lưu Phong khinh thường cười nói, đám cường đạo các ngươi ngồi yên mà xem đi, còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nhìn đi, người mà các ngươi nhận là cao thủ đang bị gia tướng của ta tay không tất sắc đánh cho không còn đường lui, thật là nực cười. Đại Bổn Hùng trong lòng không có chủ ý gì, hận không được cùng Lưu Phong ngay lập tức nói chuyện đầu hàng. Ánh mắt của Thiên Lang cũng không ngừng xoay chuyển, tên tiểu bạch kiểm này so với hắn nghĩ còn khó đối phó hơn. Thật bất hảo, bản thân mình một đời anh danh đã sắp bị hủy rồi. Bạch Long giờ phút này đã hiểu rõ hoàn cảnh của mình,
sự tự tin của hắn đã biến mất. Đừng nói hắn không đánh lại Hắc Vân, cho dù thật sự chiến thắng Hắc Vân. Còn có Lưu Phong tại đây, rõ ràng là người lợi hại nhất. Điều quan trọng nhất là Lưu Phong khinh thường hắn, không thèm động thủ với hắn. Nghĩ vậy, hắn chuẩn bị chạy trốn. Quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Hôm nay nếu chiếm không được tiện nghi, không thể làm gì khác hơn là chạy trước. Tối thiểu hắn còn mấy vạn thuộc hạ, cho dù tại Phong Thành đã không ổn, thì tùy tiện cũng có thể đi nơi nào đó lập nên một sự nghiệp khác. Bạch Long trong lúc thối lui, đột nhiên lách ra một bên, phát ra một đạo kiếm quang. Cùng lúc đó, hắn vội vàng lui về phía sau, ý đồ muốn đào tẩu qua cửa sổ. Hắc Vân duỗi tay ra, hiển nhiên là đã khám phá ra ý đồ muốn chạy trốn của Bạch Long, cho nên hắn đồng thời né tránh kiếm. Quang đã âm thầm cảnh giác, nếu thật sự để cho nhân vật mình không coi vào đâu mà đào thoát, hắn thật sự không còn mặt mũi nào lăn lộn chinh chiến cùng với chủ công nữa. Để chạy trốn chối chết, Bạch Long điên cuồng phát kiếm, cơ hồ lực lượng toàn thân đã được huy động. Sát! Sau khi gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay Bạch Long đồng thời cũng thoát ra khỏi tay, đồng thời hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén, khí thế như lôi đình nhằm thẳng vào Hắc Vân. Hắc Vân cười lạnh một tiếng, cử chỉ này của Bạch Long đã bị hắn đoán trước. Chỉ thấy hai tay hắn chụp tới, thanh trường kiếm của Bạch Long đã bị hắn nắm giữ. Đối mặt với lực lượng tuyệt đối cường đại như vậy, kiếm thế đó cũng coi như là vô lực. Nhẹ đảo trường kiếm của Bạch Long lại, Hắc Vân vội vàng đuổi theo, với thân pháp cực nhanh như sấm chớp. Bạch Long nhất thời cảm giác sau lưng có người đuổi theo, trong lòng kinh hãi, vội vàng tăng tốc. Muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu, mèo vờn chuột đã đến hồi kết thúc. Hắc Vân quát lên một tiếng, hai tay giơ lên, thanh trường kiếm với bảy thành công lực chém ra một phát. Chỉ thấy một đạo hắc mang như lưu tinh nhanh như điện chớp hướng thẳng về Bạch Long oanh. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thanh trường kiếm mang theo lực lượng hủy diệt chuẩn xác đánh trúng Bạch Long. Bạch Long chỉ cảm thấy đau rát một chút, thanh trường kiếm vốn của hắn đã xuyên suốt thân thể hắn, máu nhất thời phun ra, ngươi thật ác độc. Một câu vừa xong, Bạch Long nhất thời ngã xuống, tuyệt khí bỏ mạng, Bạch Long đã chết. Bị chính trường kiếm của mình đâm xuyên thân thể, không khỏi có chút bi thương. Hắc Vân thản nhiên đứng bên thi thể của Bạch Long, vẻ mặt khinh thường, đồ vô dụng. Giết chết toàn bộ tiểu đầu mục Thương Long cường đạo đoàn cho ta. Lưu Phong hạ một mệnh lệnh càng thêm lạnh lẽo. Tức khắc, Hắc Vân, Thiên Đại, Tố Nương ba vị cao thủ đồng thời ra tay hành động, tốc độ cực nhanh, những cười đạo tại hiện trường cũng không thấy rõ được. Chỉ nghe tiếng kêu la thảm thiết, hơn 10 người đã toàn bộ bị giết chết, để lại tên phó đoàn trưởng đang xón đái trong quần. Viết đi, Lưu Phong đi lại, nhàn nhạt nói một câu. Tên phó đoàn trưởng kia tiếp nhận bút xong, lập tức viết thư đầu hàng, Lưu Phong nhìn qua một chút. Phái người đưa đi cho Thương Long cường đạo đoàn, đi theo còn có 100 tên hắc ám võ sĩ để đề phòng có chuyện bất chắc thì dùng máu để trấn áp. Đại bổn hùng, bây giờ đến phiên ngươi. Lưu Phong chậm rãi đi đến, xuất ra một cái chỉ bút. Bổn hùng tiếp nhận chỉ bút, nhìn Lưu Phong cười cười, hầu tước đại nhân, ta đã nghĩ sẽ mang theo các huynh đệ quy thuận ngươi rồi. Tốt lắm, ngươi có thể giác ngộ như thế thì tốt, được rồi, viết đi. Lưu Phong điềm nhiên cười, xoay ngươi hướng về Thiên Lang hỏi, bây giờ đến ngươi, ngươi lựa chọn thế nào? Thiên Lang khẽ thở dài một tiếng, cho tới giờ, ta còn có thể lựa chọn gì nữa? Không sai, quả là người thông minh. Lưu Phong đưa ra chỉ bút cười nói, viết đi, đầu hàng thì còn giữ được mạng. Lão đại, ngươi không thể viết, như vậy mấy vạn huynh đệ đã bị ngươi bán. Một cả tiểu đầu mục đứng dậy, kích động khuyên bảo, á, một tiếng vang lên. Ngay khi hắn vừa nói xong, Thiên Đại đã chém ra một phát, đầu lìa khỏi cổ, tay hắn còn đang động đậy có thể thấy được một đao này tốc độ nhanh đến mức độ nào. Chương 540, Hắc quả phụ đề thân. Lưu Phong hừ nhẹ, các vị, ta đã nói rồi, các ngươi đều là cường đạo, ta có quyền đem các ngươi xử tử tại chỗ, bây giờ cho các ngươi đầu hàng là ta đã cho các ngươi một cơ hội rồi. Ta hy vọng các ngươi không nên làm điều ngu xuẩn. Thiên Lang tiếp nhận bút, thoáng do dự một chút, liền hạ bút viết thư đầu hàng. Đại trưởng phu có thể co thì cũng phải có thể duỗi được. Đương nhiên còn một việc mà bọn họ vạn lần cũng không nghĩ đến là Lưu Phong sau khi thu biên tam đại cường đạo, cuối cùng vẫn tiến hành giết chết hết bọn chúng. Ai cũng biết rằng cường đạo không có ai tốt cả. Hôm nay đầu hàng, đó là do tình thế bức bách, Nga hai y nào đó tất nhiên cũng sẽ phản lại.
Lưu Phong không muốn gặp phiền toái, cũng không nghĩ đến bản thân sau này ngộ hiểm, dứt khoát hạ lệnh xử lý đẹp mắt. Cùng cường đạo thật không nên nói gì về đạo lý cả, bởi vì cho tới nay bọn chúng cũng đâu có danh dự gì đâu. Ngoại trừ 2 vạn cường đạo bị giết, Lưu Phong thu biên tam đại cường đạo gần 7 vạn người. Đương nhiên, hắn không có đưa hết bọn chúng vào thủ bị cung, mà tất cả đều giống như tù binh. Lưu Phong đưa bọn chúng vào đội kiến lập quân đoàn, cùng với 2 vạn kiến lập quân đoàn do Diệp Văn Lý thống nhất. Kỳ thật quân đoàn kiến thành có 2 nhiệm vụ, một là nhiệm vụ kiến thiết, 2 là dùng để tẩy não. Trong quá trình triển khai kiến thiết, sẽ có chuyên viên phụ trách giới thiệu cho bọn chúng biết về Lưu Phong, các chính sách của Phong Thành. Sau một thời gian, ai cũng đều được tẩy não, đều quy thuận Lưu Phong, đi theo chủ công Lưu Phong, có tiền, có ăn, có hát, có đàn bà. Người bình thường yêu cầu rất thấp, mà điều kiện của Lưu Phong đưa ra không thể nghi ngờ gì nữa, thật là quá hấp dẫn đi. Cho dù là cường đạo hay là quân chánh quy, đối với những hán tử này mà nói, cơ bản cũng không khác nhau nhiều. Dù sao đều là theo chủ nhân giết người mà thôi, chỉ cần có cơm ăn áo mặc thì chủ nhân nào cũng giống nhau mà thôi. 3 ngày sau, Lưu Phong hoàn thành việc thu biên tiếp nhận tam đại cường đạo đoàn. Hắc Quả Phụ đột nhiên phái người đến xin hắn ghé thăm. Lưu Phong trong lòng nhớ đến ân tình ngày đó, cũng không tiện từ chối, vội vàng nhận lời ghé thăm. Nói đi, muốn thù lao như thế nào? Lưu Phong nghiêm túc nói, nhưng bàn tay thì không tự chủ được, lại sờ soạng, đo đạc khắp nơi trên cơ thể đầy đặn của nữ nhân này. Không phải Lưu Phong không định lượng được, nhưng mà quả thật vóc dáng của Hắc Quả Phụ này quá sức hấp dẫn đi. Hắc Quả Phụ lúc này cũng không ngăn cản bàn tay quỷ quái của Lưu Phong, mà cười nói, hầu ra ngươi nghĩ đi đâu vậy? Tam đại cường đạo đoàn, 10 vạn đại quân, ngươi nghĩ ta muốn thủ lao như thế nào? Lưu Phong cười một cách không đứng đắn nói, lấy thân báo đáp. Thôi đi, 10 vạn đại quân là quá tiện nghi cho ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi còn không biết, ngay cả tiện nghi của ta cũng muốn chiếm luôn. Hơn nữa, ta và ngươi tuổi tác chênh lệch quá lớn, ta không thích tiểu hài tử A, Hắc Quả Phụ nói kiểu nửa đùa nửa thật. Lưu Phong cũng không quan tâm đến lời Hắc Quả Phụ, chỉ cười cười nói, chỉ cần là yêu, tuổi tác cũng không là vấn đề gì lớn. Niên kỷ đích xác không phải vấn đề, Lưu Phong lúc trước cùng đám bạn học cùng lứa, hầu như 7 phần bạn học của hắn cũng tỏ vẻ thích nữ lớn tuổi hơn. Sự thật thì Lưu Phong cũng thích thế. Xú tiểu tử, nếu không phải 2 đệ tử ta đều có ý với ngươi, ta cũng không ngại cho ngươi xử ta. Hắc Quả Phụ mỉm cười, thôi, ít ba hoa thôi, ta hôm nay kêu ngươi tới kỳ thật là muốn cùng ngươi nói chuyện nghiêm chỉnh. Lưu Phong hơi nao nao, cười hỏi, ngươi nói đi, thiếu nợ ân tình của ngươi, ta nhất định sẽ hoàn trả. Để ta nói trước, chuyện hôm nay không liên quan gì đến nhân tình cả. Hắc Quả Phụ đột nhiên nghiêm túc nói, hơn nữa nàng lấy 2 tay đang sờ soạng của Lưu Phong bỏ ra, chỉnh sắc nói, ta hy vọng ngươi cưới Khuynh Thành làm vợ. Cái gì? Lưu Phong thiếu chút nữa phun ngụm trà đang uống trong miệng ra, ta nói mỹ nhân tỷ tỷ, nàng không phải đang đùa giỡn với ta chứ? Hắc Quả Phụ trừng mắt liếc nhìn Lưu Phong một cái, chăm chú nói, ta không có nói giỡn với ngươi, ta nói là thật đó. Ta và tiểu nha đầu Khuynh Thành có duyên phận, mấy ngày trước nàng đã nhận ta làm nghĩa mẫu, cho nên ta cũng nên thay mặt lo cho tương lai của nó. Ta cũng biết là Thánh Sơn sẽ nhanh chóng khống chế nàng trong tay, Thái Thượng Hộ Pháp sẽ không để cho nàng tiếp tục sống sót đâu, cho nên ta hy vọng ngươi bảo vệ nàng ấy. Lưu Phong nghe thế cũng không nói gì, chỉ cẩn thận đánh giá lại Hắc Quả Phụ này, hắn biết rằng chuyện này không phải đơn giản như thế, hơn nữa hắn còn hoài nghi Hắc Quả Phụ này tựa hồ có chút vấn đề. Ít nhất nàng và Khuynh Thành biết nhau, tuyệt đối không phải là chuyện gần đây. Chỉ là vấn đề cụ thể ra sao, trong thời gian ngắn hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Đừng suy nghĩ nhiều thế, kỳ thật chuyện chỉ đơn giản thôi, ta không muốn Khuynh Thành bị thương tổn. Trước mắt người có thể bảo vệ nó, ngoài trừ ngươi, thiên hạ không còn ai nữa đâu. Sự thật thì Hắc Quả Phụ nói lời này cũng chỉ là nửa thật, nửa giả. Vốn kế hoạch của các nàng chính là một lần nữa câu dẫu Lưu Phong. Nhưng mà từ tình huống bây giờ mà thấy, việc như vậy cơ hồ là không thể. Cho nên sau khi Hắc Quả Phụ cẩn thận suy nghĩ, quyết định bỏ kế hoạch đó, không hề câu dẫn, mà quang minh chính đại để cho Khuynh Thành trở thành thê tử của Lưu Phong. Tương lai mặc kệ Lưu Phong có nguyện ý vì Khuynh Thành xuất lực hay không. Tóm lại, chỉ cần hắn trở thành phu quân của Khuynh Thành, thì chuyện này hắn không thể đứng ngoài được. Tối thiểu thì Hắc Ám tài phán, vị đấu sĩ này cũng không tha cho hắn. Từ góc độ khác cho thấy,
Vạn nhất Thái Thượng Hộ Pháp thật sự hoàn toàn khống chế cả Thánh Sơn, Khuynh Thành thật sự không còn đường lui nữa, ít nhất còn có Lưu Phong bảo hộ nàng, nàng có thể lưu giữ được tính mạng. Trên đời này không có gì tốt hơn so với cuộc sống hạnh phúc. Rất nhiều người phải chịu đựng cuộc sống đau khổ của mình kéo dài. Sự thật là do bọn họ đang ở trong phúc mà không biết phúc. Hắc Quả Phụ đã đứng bên bờ tử vong suy nghĩ kỹ càng, nàng đã hiểu được sự chân quý của tính mạng, còn sống thì còn giá trị. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Lưu Phong trong thời gian ngắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nói thật hắn đối với Khuynh Thành cũng không có thành kiến gì, mặc dù tiểu bì nương này lúc nào cũng muốn hại hắn, nhưng mà hắn đối với nàng không có ác ý. Bởi vì Lưu Phong xem ra, nàng là do bị người bức ép, bất quá nàng chỉ là tiểu hài tử độc ác, đối với hắn dù sao cũng không gây nên uy hiếp gì đáng kể. Ta cũng không ép buộc ngươi, tình yêu là sự tự nguyện, chỉ có hai người yêu nhau mới có thể có hạnh phúc, Hắc Quả Phụ cười mở nói. Lưu Phong nao nao, sau đó cười nói, không ngờ đến mỹ nhân tỷ tỷ chính là chuyên gia tư vấn tình yêu a, như vậy đi, nếu nàng đáp ứng cùng gả cho ta, ta đây sẽ xem xét lại. Hắc Quả Phụ nghe thế, hoàn toàn không nói gì, cả nửa ngày mới mở miệng mắng, tiểu tử này, thật là quá vô sỉ. Khuynh Thành, nếu là gả cho ngươi, ta dù sao cũng là nhạc mẫu của ngươi, còn ngươi không phải là con rể ta hay sao? Lưu Phong cười thô bỉ, đôi tay cũng không buông tha bộ ngực vĩ đại của nàng, không hề che giấu dục vọng trong lòng. Khuynh Thành còn có tỷ tỷ, ngươi có biết không? Hắc Quả Phụ lạnh nhạt hỏi. Thấy Lưu Phong lắc đầu, Hắc Quả Phụ nói, tỷ tỷ của Khuynh Thành tên là Khuynh Quốc. Ngươi chắc là biết nó cũng là một trong những nữ nhân của ngươi mà. Khuynh Thành và tỷ tỷ của nó từ nhỏ đã bất hòa, mẫu thân các nàng trước khi chết điều không yên tâm nhất chính là hai đứa nó không hợp nhau. Nếu tụi nó có thể cùng trở thành đàn bà của ngươi, có thể sẽ hòa hảo hơn. Ngươi nói là Kim Vận đó hả? Lưu Phong lần trước nghe Kim Vận nói qua chuyện của bọn họ, nhưng mà không hề nghĩ đến các nàng là thân sinh tỷ muội. Kim Vận, nó chính là nha đầu Khuynh Quốc đó, Hắc Quả Phụ điềm nhiên nói. Chờ một chút, Lưu Phong tựa hồ phát hiện ra chuyện gì, chuyện này không đúng à? Sao lại không đúng? Hắc Quả Phụ điềm nhiên hỏi. Lưu Phong híp mắt nói, ngươi là lão bản của Hoan Hỉ Lâu, Khuynh Thành tiểu nương bì này là dùng bạc mua được. Nói đúng ra thì các ngươi hẳn là phải có thâm thù đại hận mới đúng, cho dù các ngươi không phải cừu nhân, quan hệ cũng không thể thân thiết thế à? Khuynh Thành tiểu nương bì này mặc dù đôi khi quả thật ngu xuẩn, nhưng cũng không phải là hạng đàn bà không có tâm kế, ngươi biết nhiều chuyện của nàng ta như vậy, tuyệt đối không thể có chuyện đó được. Hắc Quả Phụ hơi kinh hãi, âm thầm hối hận bản thân mình có chút nóng nảy, nói nhiều quá rồi. Có chuyện gì đâu, ta cũng là ta, là Hắc Quả Phụ thôi, ngươi nếu không tin, tùy ý tham thính tin tức từ Phong Thành thử xem. Hắc Quả Phụ cố trấn tĩnh nói. Lưu Phong cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên cười, được rồi mỹ nhân tỷ tỷ, ta xem nàng đừng giả bộ nữa, nàng căn bản không phải là Hắc Quả Phụ gì. Phỏng chừng Hắc Quả Phụ đã bị nàng tống đi gặp Diêm Vương rồi. Nếu ta không đoán sai, nàng hẳn cũng là cao thủ ma giáo. Bất quá nói đi cũng nói lại, huyễn hình thuật của ma giáo các ngươi cũng quả thật không tệ. Nếu hôm nay nàng không nói nhiều thế, ta cũng không nghĩ ra thân phận của nàng. Lưu Phong nói tiếp, mỹ nhân tỷ tỷ, nếu ta không đoán sai, chuyện gặp mặt của ta và Khuynh Thành là do nàng đạo diễn ra phải không? Để ta nghĩ kỹ lại xem, các nàng muốn làm gì? Lưu Phong cười nói, phỏng chừng cũng là giống lần trước, là muốn câu dẫn ta. Ma giáo quả nhiên làm việc cũng ghê gớm, cư nhiên vì một chút ích lợi mà ngay cả thánh nữ đại nhân cũng dám hy sinh à. Hắc Quả Phụ sắc mặt trầm xuống, ta không biết ngươi nói cái gì. Được rồi, mỹ nhân tỷ tỷ, đừng giả bộ nữa, bất kể các ngươi vì mục đích gì, tóm lại ta thấy ngươi và Khuynh Thành đều không tệ, ta sẽ không gây khó dễ cho các ngươi. Hơn nữa, Khuynh Quốc cũng là Kim Vận là Khuynh Quốc, nói vậy nàng cũng là sư tôn của Khuynh Quốc. Chỉ là ta sao không nghe Kim Vận nhắc qua về nàng? Lưu Phong vẻ mặt đầy hồ nghi hỏi. Khi đó bởi vì ta không cho phép nó nói với người khác về. Hắc Quả Phụ đột nhiên hiểu được mình bị Lưu Phong lừa rồi, vội vàng ngậm miệng lại nhưng cũng đã muộn. Ha, ha, mỹ nhân tỷ tỷ, nàng cuối cùng cũng thừa nhận rồi. Lưu Phong mỉm cười, không nghĩ đến Kim Vận còn có một vị tuyệt sắc sư tôn như nàng, thật là không tưởng a. Hắc Quả Phụ thấy chuyện đã bại lộ, không làm gì khác hơn đành phải thừa nhận, xú tiểu tử. Ngươi quả nhiên là gian xảo, ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Quan tâm tất loạn a. Lưu Phong đột nhiên thở dài nói,
ta thấy mỹ nhân tỷ tỷ thật sự quan tâm đến Khuynh Thành, nếu không cũng không lộ ra sơ hở này. Ngươi biết là tốt rồi. Hắc Quả Phụ trừng mắt liếc Lưu Phong một cái nói, nếu ngươi đã biết rồi thì ta cũng không giấu giếm nữa. Vừa rồi ta nói hơn phân nửa là thật, Khuynh Thành tiểu hài tử này quả thật gặp chút phiền toái từ Thánh Sơn. Nếu không nói quá, chẳng những địa vị nàng tại Thánh Sơn khó giữ, thậm chí ngay cả tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Chuyện ma giáo ta không muốn can thiệp, Lưu Phong một mực cự tuyệt. Hắc Quả Phụ lạnh giọng nói, Khuynh Thành tốt xấu gì cũng là em vợ ngươi, ngươi tuyệt tình như thế sao? Ngươi đừng vội, ta chỉ nói không muốn can thiệp vào chuyện ma giáo các ngươi, nhưng mà cũng không nói rằng mặc kệ sinh tử của nàng ta. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần trong phạm vi thế lực của ta, không ai có thể thương tổn nàng được. Lưu Phong thành thật nói, nhưng mà, ta hy vọng ngươi có thể cưới Khuynh Thành. Hắc Quả Phụ cười nói, ta thấy Khuynh Thành tiểu nha đầu này cũng có ý tứ với ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp tỉ muội các nàng hòa hảo với nhau, đó cũng là ý nguyện của mẫu thân hai đứa nó. Lưu Phong khẽ cười nói, ta không thể trả lời cho ngươi được, ta còn phải xem ý tứ của Khuynh Thành đã. Hơn nữa ta thấy Khuynh Thành cũng không thích hợp làm đàn bà của ta. Ngươi có thể không biết, ta có rất nhiều đàn bà rồi. Lưu Phong giải thích, Khuynh Thành tựa hồ là hạng đàn bà rất ghen tuông, ta không muốn hậu cung khởi sóng. Đó là bởi vì ngươi không hiểu Khuynh Thành bỏ đi. Không nói chuyện Khuynh Thành nữa, không biết mỹ nhân tỷ tỷ xưng hô thế nào, Lưu Phong cố ý đổi đề tài. Hắc Quả Phụ khẽ thở dài một tiếng, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi bảo đảm an toàn cho nàng, dù sao nàng cũng là muội muội Khuynh Quốc. Về phần ta, ngươi có thể gọi ta là Lý Hương Quân. Lý Hương Quân, tên rất đẹp à, Lưu Phong cười nói, sau này ta sẽ gọi nàng là Hương Quân tỷ tỷ. Lý Hương Quân cười khúc khích nói, đó là quyền của ngươi. Tốt lắm, Hương Quân tỷ tỷ, ta có việc đi trước, hôm nay ta mời nàng uống trà. Lý Hương Quân chu miệng, vốn còn muốn nói gì nữa, nhưng mà thủy chung cũng không nói ra. Lưu Phong trước khi ra cửa còn đùa giỡn, Hương Quân tỷ tỷ, kỳ thật nàng có thể suy nghĩ một chú về đề nghị của ta, cùng nhau đồng thời gả cho ta. Xú tiểu tử, dựa theo bối phận ta là trượng mẫu của ngươi, ngay cả trượng mẫu mà ngươi cũng muốn chơi sao, ngươi quả. Vô sỉ, đồ vô, lại, Lý Hương Quân tức giận hét lên như sấm. Lưu Phong cũng chỉ còn lưu lại một chàng cười dài, đã sớm không còn thấy bóng rồi. Quay lại hầu tước phủ, Lưu Phong trước tiên tìm gặp Khuynh Thành. Khuynh Thành, có người mai mối ngươi cho ta, chẳng biết ý ngươi thế nào. Lưu Phong vừa mở cửa ra liền nói thẳng. Khuynh Thành nao nao, lập tức liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái. Lưu Phong ca ca, ngươi thật xấu à, cả ngày chỉ biết tìm cách chiếm tiện nghi của ta. Chờ một chút, nàng hiểu lầm ý ta rồi, ta nói là thật, thật sự có người thay nàng cầu thân với ta, Lưu Phong chăm chú nói. Là ai? Khuynh Thành thấy Lưu Phong không giống nói đùa, liền vội hỏi. Là hảo sư tôn của nàng, Lý Hương Quân, Lưu Phong điềm nhiên nói. Khuynh Thành tựa hồ có chút không hiểu được, hơi kinh hãi, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ tò mò, ngươi biết rồi sao? Không sai, ta biết rồi, Lưu Phong cười nói, lần trước kế hoạch tại kinh đô thất bại, không nghĩ đến nàng còn chưa từ bỏ. Nếu ngươi cũng biết rồi, ta đây cũng không giấu nữa. Khuynh Thành tựa hồ cũng không quan tâm đến kế sách của mình đã bị Lưu Phong phá tan. Tỷ phu, nếu ngươi đã biết rồi, ngươi muốn làm gì? Lưu Phong cười, nàng thật xảo quyệt, ngay cả từ tỷ phu cũng dám gọi à? Hừng. Khuynh Thành lạnh lùng nói, ngươi và Khuynh Quốc mặc dù chưa thành thân, nhưng mà chuyện gì cũng đã làm rồi, ta gọi ngươi một tiếng tỷ phu chẳng lẽ là sai sao? Nói đi, ngươi định làm gì? Khuynh Thành làm ra bộ dáng vô lại, dù sao ngươi cũng đã biết, tùy ngươi xử lý vậy. Nếu đã kêu ta là tỷ phu rồi, chúng ta cũng là ngươi một nhà, chuyện trước kia ta cũng không truy cứu nữa. Bất quá từ nay về sau, nàng nên thu hồi tâm tư của mình. Nể mặt tỷ tỷ của nàng, ta có thể đảm bảo cho nàng an toàn. Lưu Phong điềm nhiên nói, được rồi, sư tôn nàng nói là nàng thích ta, có thật vậy không? Khuynh Thành trợn mắt, hừ hừ, ai nói chứ? Ta nói thích ngươi bao giờ? Sư tôn từ nhỏ đã nói với ta, nam nhi không một ai tốt cả, nạm nhất đều là hạng phụ bạc, căn bản không đáng để yêu à. Lưu Phong bực mình, Hương Quân tỷ tỷ cũng thiệt là, sao lại nói như vậy, ai nói nam nhân không ai tốt? Ta không phải là rất tốt sao? Đừng nghe sư tôn nàng nói mấy lời quỷ quái đó. Lưu Phong nhí mày nói, sư tôn nàng chắc lúc còn trẻ đã bị thất tình,
bị đả kích, trong lòng bực mình nên mới nói như thế. Khuynh Thành nghe thế, miệng chu ra quỷ quyệt nói, không cho ngươi nói sư tôn ta như vậy, sư tôn đối đãi với ta như con ruột vậy, người nói cái gì cũng đều chính xác cả. Từ nhỏ đến lớn sư tôn chưa khi nào gạt qua ta cả. Thôi, không nói đến sư tôn nàng nữa. Lưu Phong nói, nàng cuối cùng là không thích ta. Không muốn làm nữ nhân của ta sao? Ta không thích ngươi, nhưng mà... Khuynh Thành dừng lại một chút, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp vài cái, nhìn Lưu Phong nói, ta muốn làm đàn bà của ngươi. Lưu Phong nao nao, tiểu nương bì này như thế nào vậy? Trước sau sao mâu thuẫn quá? Là ý gì? Lưu Phong lên tiếng hỏi. Đơn giản thôi. Khuynh Thành trong mắt hiện ra một đạo hàn quang, hung hăng nói, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là cái gì tỷ tỷ có, ta nhất định phải dành cho bằng được. Khuynh Thành đắc ý nói, cho đến bây giờ, ngoại trừ ngươi, phàm là cái gì tỷ tỷ có, bây giờ cũng là của ta. Cho nên ta muốn làm đàn bà của ngươi, muốn cướp ngươi từ bên người tỷ tỷ. Lưu Phong bực mình, thiên hạ còn có cô em vợ nào như vậy không? Cư nhiên dám trước mặt anh dễ mà nói ra những lời như thế này. Vô sỉ a, vô lương a, nếu mà đang ở xã hội hiện đại, em vợ mà nói như vậy, không chừng bị người ta chửi vào mặt rồi. Bất quá lời này từ miệng Khuynh Thành nói ra cũng không tính là gì, ai kêu người ta là ma nữ. Ma nữ làm ra chuyện kinh thế hãi tục cũng không tính là gì. Huống hồ khẩu khí của nàng tựa hồ như xem mình trở thành một món đồ vật vậy. Khuynh Thành muội tử, việc này cũng là sư tôn của nàng dạy nàng ư. Lưu Phong suy đoán, hơn phân nửa là do Lý Hương Quân, thục nữ tỷ tỷ dạy nàng quá. Đương nhiên không phải, tiểu nha đầu chu miệng nói. Cái gì tỷ tỷ yêu quý, ta cũng cố mà yêu thích cho được. Lưu Phong thiếu chút ngất xỉu, chuyện vô sỉ như thế xem nàng cũng rất tự hào a. Chẳng trách nào. Người ta kêu là tà ma ngoại đạo, hay là như vậy đi. Khuynh Thành lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, tỷ phu, nếu không ngươi cưới ta và sư tôn luôn đi, ta sợ một mình ta cũng sẽ đấu không lại tỷ tỷ. Ngươi cũng biết, ta bây giờ không thể mất đi nguyên âm, cho nên việc này có hại a. Ngươi nếu cưới luôn sư tôn, có TEH63 cùng sư tôn. Làm chuyện đó, a, ha, ha, ta thật là thông minh a, lại nghĩ ra chủ kiến hay như vậy. Trời đất, lời này cũng nói trúng tâm khảm của mình a. Lưu Phong đối với thân thể của Lý Hương Quân quả thật rất thèm thuồng. Nhất là bây giờ còn có hơn một tầng quan hệ, càng thấy kích thích hơn a. Bất quá lời này do Khuynh Thành nói ra, cũng hơi lạ lạ. Mẹ nó, ma giáo hại người hại ta, một nữ tử nhỏ nhắm như thế lại bị dạy dỗ thành tà ma ngoại đạo hết. Chờ một chút, không được. Sư tôn tựa hồ không thích nam nhân. Khuynh Thành tựa hồ nghĩ đến việc gì, vội vàng phản đối. Ta nói cho ngươi biết nha tỷ phu, ngươi không thể cùng sư tôn phát sinh quan hệ gì đó được. Bằng không sau này ta không biết xưng hô với ngươi như thế nào. Lão công, tỷ phu, hay là sư phụ? Lưu Phong cười ngất, việc này cũng lo sao? Khuynh Thành muội tử, ta chính thức nói cho ngươi biết, ta sẽ không thu ngươi làm đàn bà của ta. Lưu Phong hừ lên một tiếng, ma nữ tinh quái như thế, ta không dám tùy tiện thu nhận. Các bạn vừa nghe xong tập 54 của bộ truyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.